Công nhận mà Minh Tâm bả hay thiệt á, nói thiệt luôn á, bởi tôi nói thương bả dễ sợ luôn. Mới vừa đưa lên chưa thấy gì hả, là thấy bả chia sẻ rồi, biểu sao không thương bả dễ sợ thiệt. Baby chú 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 baby chú baby bỏ ý thương luôn chị Minh luôn. Hôm nay xả kho, nhưng mà mấy chị ơi, hôm nay xả kho nhưng mà xả kho cho em xả từ từ nha, chứ mấy chị đừng vô hấu em. Xả kho này xong rồi em bắt đầu em đưa camera ra ngoài kia em xả giày luôn, giày lấy hôm nay lấy về rất là ít mấy chị, giày hôm nay lấy về rất là ít. Cho nên là tí xíu sẽ like giày mới lượm Facebook về nhớ bà quá. Trời ơi em mất mẹ hai cái nick, trời mới nghĩ tới chị Quỳnh Như ngày hôm qua luôn á. Em mới nghĩ tới chị ngày hôm qua luôn á chị Như. Em nói thiệt luôn á. Mới nghĩ tới chị ngày hôm qua là hôm nay bà xuất hiện á. Hello mấy chị nha. Chào Hoàng Nguyên. Hello bé Ngân. Bữa giờ chị làm cái gì mà chị lu bu vậy? Bữa nay Việt Nam đá cho nên nghỉ hết đi. Bà nào lu bu bữa nay cũng nghỉ luôn đi, cho nó khỏi lu bu nha. Áo này còn cái trắng cái đen. Áo này còn cái trắng cái đen nha. Rồi quất đi mấy chị, quất đi quất đi. À đi biết. Ủa em chụp chị ơi em có. Nè chị vô chị Facebook chị coi giùm em. Có một cái nick Đỗ Hồng Phước em add chị. Và em chụp bill qua em trừ cho chị là 370.000. Đấy à, rồi không có like rồi. Hôm tuần rồi không có coi like của chị. Ê, nay mày cho con mày nhảy gì mà banh nóc dữ hả Phương? Trời ơi, bà đó bà lớn chắc bà gơ trò gơ đất lắm. Mẹ ơ, thiệt đó chứ. Lấy hàng rồi em cũng làm biếu, thử luôn, chắc vừa. Có bán túi, có lên được mấy cái túi. Hôm nay về được mấy cái bóp hàng si à. Nhưng mà giá cũng rất là mềm, chứ giá không đến nổi nào. Giá 400 ngàn cái. Nhưng mà bóp cầm tay, mà được có vài cái thôi. Yên ơi, em thấy em không, mày đi luôn đi, mày đi theo trai luôn đi, kít à. Mày đừng có kiếm tao nữa, tao đã mất nít rồi, mày còn đi theo trai nữa. Mày dịp mẹ nó luôn á mấy má. Việt Nam thắng bà Dương Sơn Sạch. Tối nay mà Việt Nam thắng là hứa tặng 10 chai sữa luôn mà. Hàn Quốc luôn. Nè. Hàng dày mà cũng đi bơm tôi nè mấy má. Hàng mà tôi bán 100 ngàn cái. Giờ tôi bán 4 cái có 100 ngàn mà nó cũng đi bơm tôi nè mấy má. Rồi bán 4 cái đầu tiên 100 ngàn. Chị nào chốt 4 cái đầu tiên, 4 cái áo thun đầu tiên 100 ngàn chốt lên giùm em. Trời ơi may quá. Mới mất 1,5 triệu nhặt lại được phay đó. Trời ơi sao chị không kêu qua em, đưa qua cho em. Làm mất có mấy trăm thôi. Trời đất ơi. Quỷ N đi theo trai như quỷ sứ N. Mày vừa phải cho nhân kiếp. Mày đi theo trai cũng vừa vừa. Mày còn phải nhớ tao tao chứ kiếp. Mày biết tết vợ chồng tao ăn cám cò không mày? 4 áo 100 ngàn. Chị ơi có làm dây nào các em không? Hồng Phương ơi phải lựa từ từ. Còn chị Hồng Phương thích mẫu nào cứ ưng quăng qua cho em may ra. 4 áo 100 ngàn bán hàng sale đầu tiên cho những chị có chia sẻ livestream. 4 áo 100 ngàn. Áo này ngày hôm qua sale còn 180 nè. Áo 90 tới 100kg sale còn 180 nè. Đây. Hôm qua để dành cho chị Vương Phùng nhưng mà chị Vương Phùng không thích. À đây mấy chị ơi. Đây. Chị nào chốt áo này chốt lên giùm cho em nha mấy chị nha. Đấy. 4 cái của Ngân Nguyễn nè. 4 cái này quá đẹp luôn Ngân ơi. Vải co giãn ha. 4 cái của chị Ngân là ship thành phố cho đỡ cực nè. 100 ngàn thấy nè. Thấy chị Lê Lộc em thấy mấy chị hết nha. Đây nè. Đây là một cái đầm yếm. Cái đầm yếm này là giá để coi giá nha. Cái đầm yếm này giá 470 nhưng mà dưới 70kg. Còn có một cái thôi. Thì là trong cái like ngày hôm nay, chị nào có chia sẻ livestream em sẽ bán cho mấy chị 370 nè mấy chị ơi. Từ 60 tới 70kg là ok nha. Đây chị nào chốt đầm caro này chốt lên giùm em. Chị nào chốt đầm caro cho trời vải hơi bị đẹp hàng Quảng Châu cao cấp nha. Đầm caro 60 tới 70kg sale cho mấy chị còn 370 ngàn. 470 còn một cái sale cho mấy chị 370 ngàn ha. 4 áo khách lấy rồi chị ơi, hết 4 áo rồi.
Ê, tao không nhớ nữa Linh à. Tao làm bill xong tao cũng nhớ Linh à. Thiệt luôn á. Rồi chị nào chốt đầm 60 tới 100 kg chốt lên giùm em. Đầm 60 tới 100 kg nha mấy bé ơi. Đầm 60 tới 100 kg 470 sale cho mấy chị còn 370 ngàn. Chị nào chốt đầm này chốt lên giùm em, đang lên hàng sale mấy má. Mấy má đừng hỏi gì hết trơn á. Mấy má chỉ được ngồi việc là chấm chấm với mút mút thôi. Đầm này san hô gọi là đầm Quảng Châu nha mấy chị ơi. Đầm này san hô gọi là đầm Quảng Châu. Chị nào chốt cái đầm Quảng Châu chốt lên giùm em nha mấy chị ơi, đầm Quảng Châu. Hàng khách trả về bán ra rút ra sale luôn. Má em à, có đầm đi cưới em chi yêu dấu. Có đầm đi cưới. Hổm giờ tao may đầm kim tuyến đi tiệc quá trời luôn. Mày lo đi theo trai mày có nhớ ai đâu. Hello Đĩ Tư nha. Ngay nhiêu ký kia. À, đầm Quảng Châu đó tên Linh Phạm không có dừa em yêu. Đầm Quảng Châu đó Linh không có dừa đâu. Đây nè mấy chị. Để coi cái này cái gì à. Đây. Đây là một cái set. Set này là 280 ngàn rồi. Ôi set này em không có bán rồi mấy chị. Set này là 70 tới 80 kg. Set này 280 ngàn. Set này bây giờ em còn nhưng mà còn size lẻ. Set này là 70 tới 80 kg nè. Đây. Khi mà mấy chị bước lên đó nha. Khi mấy chị bước lên là cái đường này nè. Nó sẽ lộ cái quần đùi phía trong. Set này 280 thì bây giờ em bán nha mấy chị 240. Set này 280 giờ bán 240 set này nha. Chị nào chốt xếp trắng đen 240. À, cho em xin lại đầm caro. Đầm caro đó 60-65 kg chị Vương Phụng à. Hello, hello Văn Võ. Xếp này 280 giờ còn một xếp khách trả lại 70-80 kg sale 240. Không biết như thế mà. Mới quần riêng size 35 mặc dù nó tuột cho đúng rồi. Đồ đùi kiểu nơ Fendi còn không hết được chị Hình Ba ơi. Không bán chế bill của em 200 mấy. Nhắn tin đây. Nhiều lần Ngọc Ngừng muốn muốn bơm hàng yêu nhưng nghĩ đồ đẹp đang đợt. À đồ ma, chết mày nha anh ha. Mày giỡn mặt với chị mày hả anh ha. Mày đừng có cái kiểu mà nhiều lần Ngọc Ngừng muốn ngỏ ý. Tao tán một cái xéo án luôn á. Tao tán một cái là coi như má nhìn không ra luôn á. Thiệt. Tê Linh Phạm, xếp 240 của Tê Linh Phạm nè. Like từ từ nha mấy chị. Like từ từ ha. Tê Linh Phạm. Tên Linh Phạm gửi đồ về cho chị Yên chưa? 240 nè. Tao tán một cái là coi như là ba má nhìn không ra luôn á. Nè có cái đầm này nè Kít ơi. Để coi thử size thử nha. Đầm này size dưới 82 kg. Đầm này 72-82 kg. Đầm này 300. Hàng khách trả. Cho nên giờ sale cho mấy chị còn 201. 201 đầm này nha. Size này là 72-82 kg. Chế, chế tôi vài tháng không gặp bạn. Vẫn như vậy thôi. Đúng mấy bản tính mà. Bản tính mà yêu rất là hiền dịu. Hiền từ trong trứng nước hiền ra nha. Đấy, dòng đời xô đẩy cho nên riết là yên thành gì nè. Đầm này 300. Hàng khách trả giờ sale còn 201. 201 đầm này nha. Nhưng mà đầm này vải đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Đầm này em nói thiệt với mấy chị là vải cực kỳ đẹp. Vải có độ kim tuyến mà nói chung là đầm này đẹp. Y vậy á. 72-82 kg. Vậy à, tranh thủ gửi lên đây nha Linh ơi. Tranh thủ gửi lên cho em mà dưới là chị chết luôn á. Rồi xếp này nè. Xếp này nè kiếp đâu kiếp. Coi giùm cái xếp này nè. Xếp nha xếp nha. Xếp này là mới về tối ngày hôm qua. Xếp này tối mới về tối ngày hôm qua à. Chị nào chưa xếp trọi. Xếp này bởi bên em coi giảng. Chế nào chưa chốt xếp caro này. Chốt giùm em 260 ngàn. 260 ngàn bộ này nha mấy chị nha. 260 ngàn. Chị nào chốt xuyết caro 260 chốt lên giùm em. Còn tùm lum size. Nhưng mà hết size 3 ịt. Còn tùm lum size nhưng mà hết size 3 ịt nha. Trừ size 3 ịt ra còn lại là em đều còn hết. Trần Mỹ Hiệp sơ mi đen size bao nhiêu ký? 7. Nếu mà đẹp thì còn 75-93 kg. Còn nếu mà chị nào mà 70 kg thì hơi lùng lùng chút. Tại là form này cũng hơi lớn. Nhưng mà hàng Quảng Châu lâu lâu nó mới có cái áo đẹp gì thôi.
Chứ lâu lắm rồi không có áo đẹp sơ mi mà đẹp như thế này mấy chị. 280 ngàn. 200 tóm nha. Cái bộ này là khách khách bơm hàng nè mấy chị. Cái bộ này khách bơm hàng cho nên em sẽ bỏ lộn, bộ này là khách trẻ hàng. Bộ này là từ 80 tới 90 kg mấy chị yêu ơi. Bộ này là từ 8 gì kì vậy? Sang sang các con bé mặc ăn cưới hả? Không biết bữa nay hay ngày mai gì à? Tao chưa biết là bữa nay hay ngày mai về nữa. Để tao coi thử. Mày nó kẹt cái gì mà kéo không được ta. Rồi cái dây xếp này để chút xíu xử lý sau. Xếp này chút xíu xử lý sau nha. Má em chị, áo sơ mi này em còn một cái đen một cái trắng đẹp không chị? Form này hơi bị sang luôn, nói chung là về mấy chục cái còn đúng hai cái mà bán trong vòng một ngày á mấy chị, chứ không phải bán lâu la gì đâu, là mấy chị biết rồi ha, biết rồi cái gì nè. Áo này 180 sale còn 101 nè. Áo này từ 65 tới 90 kg. Áo này sale còn 101 mấy chị ơi, sẽ còn 101 áo này nha. Chị nào chốt áo này thì chốt lên giùm em. Từ 65 kg tới 90 kg. Áo này 92 kg cũng vừa, comment giùm em. Áo đen 101. Áo đen 101 sale cho mấy chị còn. Áo đen 108 sale cho mấy chị còn 101. Chị nào chốt áo này chốt lên giùm em ha. 101 ngàn. 101 quẹo lựa nha. Sơ mi beo 208 chị song su. Sơ mi beo 208. Áo thun buộc kiếp tiền hẹn chút nữa em inbox lại cho chị. Để chị kèm số điện thoại nha, kiếp ơn. Kiếp nguyên. Kiếp nguyện. Chú inbox lại chị em, để chị kèm số điện thoại nha. Tiếp tục nè mấy chị. Chưa biết cái này là gì luôn. Cái này là đầm ngọc, cái này là đầm ngọc trai nè. Cái đầm này là 260 nghìn mấy chị ơi. Cái đầm này là 260, hàng khách trẻ về bên đây. Bây giờ sale cho mấy chị là còn 200. Đầm này là từ 80 tới 90 kg nha. Dạ vừa thoải mái vừa rộng á, chị thích form đó không? Vừa rộng có nghĩa là rộng á, rộng thoải mái, có nghĩa là sơ mi mà chị mặc với lại quần jean mà chị mặc hơi thoải mái chút là cực kỳ đẹp ha. Inbox nha chị, là gì? Chị có chốt hay không chốt thì đã báo đã, chứ chị inbox giờ em cũng không có đọc được nha. Có chị Dương. Đây là đầm ngọc trai 82 tới 92 kg vừa. Đầm này 82 tới 92 kg vừa. Đầm này hai bên có túi nha. Đầm này sale cho mấy chị còn 200. Có báo số ký rồi nha chị Lê Lộc. Chứ hàng sale, hàng sale quá nha. Đầm này em mới bán cách đây 2 3 bữa thôi chứ không phải hàng cũ đâu. Mà đầm này mặc lên cực kỳ gọn. Chị Lê Lộc 200, inbox lại cho nè, inbox trong fanpage giùm cho em địa chỉ số điện thoại nha chị Lê Lộc ơi. Chị Lê Lộc inbox giùm cho em chưa? Inbox giùm cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha chị Lê Lộc ơi. 200 của Lê Lộc. Nhớ inbox nha chị Lộc ơi, tậu em. Không có địa chỉ số điện thoại là không có làm bill được nè mấy chị ơi. Lê Lộc, ok, tiếp tục nha mấy chị nha. Đây là trời ơi, qua giờ áo khoác về hả? Áo khoác mà 550 về mà nhìn mày ghiền luôn á kiếp. Đầm ngọc trai, đầm ngọc trai em có sai á. Đầm ngọc trai khách lấy rồi. Đầm ngọc trai em có size anh của chị Thủy Trâm ở dưới 72 kg, chị Thủy Trâm có lấy không? Em kia kiếm đầm ngọc trai cho chị Thủy Trâm à. Đây nè, chị Thủy Trâm còn cái nè. Size chị Thủy Trâm. Chị Thủy Trâm lấy size 72 kg nè chị, dưới 72 kg. Cái đầm này chị mặc chắc tay vừa bấm quần, tay vừa ôm bụng luôn á. Dạ ngọc trai bây giờ hình như em còn cái 3 ít mà giờ em biết để đâu. Em còn cái 3 ít nữa. Rồi chị Thủy Trâm. Hết đầm ngọc trai nha mấy chị nha. Thấy Trần Mỹ Hiệp nhưng mà chưa thấy chốt gì hết. Chị ơi, chị Trâm ok cái áo đen ở sau lưng không? Để em biết mà chị Trâm ơi. Cái form này là chị phải mặc theo form thoải mái chứ nó không ôm vô người nha. Cái này là của chị Thủy Trâm nè.
ra để chị em kiếm nha, để cho Hồng vô. Bộ em mặc là hết rồi mấy chị. Bộ em mặc là hết trơn hết trọi rồi. Cái này áo khoác là chít ơi. Mày coi áo khoác nè. Áo khoác mày nhìn mày ghiền luôn, 450 mày coi áo khoác đẹp không? Trời ơi nè chít. Áo khoác quá trời đẹp luôn, 450 ngàn áo khoác nè. Hôm qua có hai mẫu khoác. Dạ ok nè. Chốt cho chị Trâm nè. Rồi em còn đúng một cái sơ mi này trắng đen thôi ha. Thấy em không? Không thấy trả lời, thấy chị. Thấy chị. Dạ còn đầm nhưng mà giờ không biết nằm đâu chị ơi. Còn đầm ngọc trai mà giờ chưa biết nó nằm nơi nào luôn á. Chưa biết nằm nơi nào luôn. Em còn hai ba cái gì chưa biết nằm nơi nào. Thích có khóc nón, qua về áo khóc lên nón 550. Mày nhìn đẹp xỉu luôn kíp. Thiệt luôn. Xíu Cà Mau áo đen. Chị ơi giờ còn sơ mi trắng rồi chị Trần. Thôi để em lấy cái của em để dành cho chị cho. Trần Mỹ Hiệp nè, ở lộn. Cái này là kiểu Cà Mau nè, inbox với chị ơi. Hiếu Cà Mau 280. Áo đen 400 sau nút còn. Nãy giờ chị không biết nói chị. Dạ chị ở Trần Mỹ Hiệp inbox cho em địa chỉ số điện thoại nè. Em lấy cái áo của em dùng cho chị cho. Dạ cho anh bán từ từ nha chị. Ổng giờ làm mấy tuần chưa nghỉ ngày nào luôn á. Nè Trần Mỹ Hiệp, em sẽ để bill chị Trần Mỹ Hiệp ở sau lưng nha. Trần Mỹ Hiệp nè. Em để bill chị Trần Mỹ Hiệp ở sau lưng. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại thì em sẽ đưa xuống nha. Còn không là 5 phút không có là em xả bill em lấy lại em mặc cho chị. Em nhường áo em cho chị á. Còn cái áo trắng nè. Quan khách xả. Khách xả áo trắng nha. Còn cái trắng duy nhất. Em là em kết cái trắng hơn với chị. Thiệt á. Em mà là em lại kết cái sơ mi trắng hơn. Rồi bây giờ lên đồ khác nè. Bây giờ lên đồ khác ha. Đây. Em còn một cái dâm dưới 70kg mấy chị à. Em còn cái dâm dưới 70kg nha. Chị nào chốt cái dâm này chốt lên giùm em 300 xe cho mấy chị còn 230. Đây mấy chị ơi. Đây là cái bắp thịt ở giữa bụng nè ha. 300 xe còn 230. Thứ nhất là nó làm rất là đẹp. Thứ hai là vải đẹp. Thứ ba nó làm cái nhíu cũng đẹp nè. Thứ tư nó là dâm lửng, cho nên mấy chị mặc rất là dễ thương ha. Rồi dâm này 300 sale còn 230. Lấy trắng beo. Lấy trắng beo của chị Trinh Trường nè. Ok chị Trinh Trường cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Inbox địa chỉ số điện thoại 5 phút nữa em kiểm tra bill không có em xin phép xả nha mấy chị. Chứ tại vì mấy chị mà không có cho trong inbox á là em không có chốt được với tụi ơi, hết rồi với tụi ơi. Hết sạch sẽ luôn á. Đừng có cho địa chỉ số điện thoại ở đây. Mấy chị mà cho địa chỉ số điện thoại đây, ở đây là mấy chị bị lừa liền luôn á. Em nói thiệt luôn á. Dạ chị Chi Nguyễn Quận 9 lấy áo sọc treo trên tường. Rồi đây. Chị Trinh Trường nè. Chị Trinh Trường inbox nha. Không inbox là em không có chốt bill đâu. Tại vì em chốt bill qua tin nhắn 280 của Trinh Trường 2 bill nè. Của chị Chi Nguyễn lấy áo sọc đen này nè. Chị Chi Nguyễn lấy áo sọc đen này. Sáng nay phát xả một bao đồ luôn nè mấy chị. Sáng nay phát xả một bao đồ luôn nè. Giờ xả tiếp lại cho mấy chị nè. Ra hôm nay em xả kho mà cái gì còn ít 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 là em đi luôn ha. Chị Chi Nguyễn Quận 9 nè. Chị nào hồi nãy áo mà áo 400 mà có đính hột ngọc trai ở sau, có đính nút ở sau lưng rồi chờ em chút nha. Em còn một cái nhưng mà mất sợi dây chuyền. Hình như em còn cái mất sợi dây chuyền. Cái mất sợi dây chuyền bán cho mấy chị 350. Áo này cũng bí nhi nó xả nè. Chị Chi Nguyễn 250. Áo này qua em không có bán nè mấy chị. Rồi kiểm tra bill một cái nha mấy chị ơi. Trần Mỹ Hiệp có rồi nè. Cho địa chỉ số điện thoại mà kích dễ thương nữa. Đã yêu nghiệp dễ sợ. Thiệt đó chứ. Dạ thấy rồi chị. Đem ra bán rồi đó.
Em đã bán rồi đó Thủy à? Áo 350 em vừa không? Ủa em mới đưa gì áo 350 lên vậy mấy chị? Ủa mấy chị em mới đưa cái gì mà 350 vậy mấy chị? Bộ em mặc hết rồi Thanh ơi. Ủa em mới đưa cái gì là 350 vậy mấy chị? Áo này là 180 là sale còn ta. Áo này 180 sale còn 130 cho hết luôn nè mấy chị. Áo này 180 sale còn xin lỗi sale còn 140. Áo này 70 tới 90 ký nha chị nào. Chị nào chốt Gucci trắng chốt lên giùm em. Áo này là 180 sale còn 140. Áo này đẹp lắm kít ơn. Cái vải mà mày cầm vô mày ghiền luôn. Áo 140 nha. À chị nói áo dây chuyền, áo dây chuyền nói là áo dây chuyền ở chị Long Lê vừa. Áo 140 này đây nè chị. Để định đi trả lại mà nó rớt phòng dây chuyền mà em nghĩ về giặt lần nó cũng rớt nữa. Không không, cái áo này áo khoác này hôm qua em định lấy về em mặc mà bị chật nè. 470 nè mấy chị. Mấy chị coi áo khoác mà nó 470 mà nó nhẹ nhàng dễ sợ luôn thiệt đó chứ. Gucci trắng. Gucci trắng Thanh Nguyễn nè. Thanh Nguyễn mày ở đâu Thanh Nguyễn ơi, chị Yên có địa chỉ số điện thoại Thanh Nguyễn chưa? Thanh Nguyễn ơi. Chị Yên có địa chỉ số điện thoại Thanh Nguyễn chưa nè, cho lên cái tỉnh để chị note vô nè Thanh Nguyễn ơi. Chị Yên có địa chỉ số điện thoại Thanh Nguyễn chưa? Áo này 470 nè, qua em mua cho em á mấy chị, em mua về bán nhưng mà em nghĩ không bán được thì em sẽ để mặc. Nhưng mà đây. Mấy chị coi giùm em cái nha, nó nhẹ nhàng vậy mà nó 470 nè kít ơi. Áo khoác nhẹ á, ồ mà 470 ngàn đó. 470 đó nha. Đây này đừng kiếm em. Đây là áo dây chuyền nè. Em chốt cho ai quên mất mẹ, áo Gucci trắng khách lấy rồi nha. Chốt cho ai quên mất mẹ rồi, Lon Lê Võ. Đây chị Lon Lê Võ. Áo này là con em nói thiệt với chị hả? Nói về cái đồ đẹp là thôi khỏi cần bàn. Em nói thiệt luôn á. Cái áo này nói về đồ đẹp với đồ vải là khỏi cần bàn nha mấy chị nha. Không còn bàn gì nước Mỹ nữa đâu. Đẹp lắm, 350. Nó đính cái đá ở trước nó không, nó cũng xuất sắc nữa. Rồi chị em à quận 12 ạ. À, có đơn body á con Thanh. Có đơn body đúng không cưng? Lan Lê Võ. Trời ơi, cái áo nó đẹp dễ sợ luôn. Lon Lê Võ như quên mất mẹ rồi. 350 ngàn nè. 350 ngàn, áo này đẹp lắm. Áo này em còn một hay hai cái gì vậy, nhưng mà còn sợi, có sợi dây chuyền. Có sợi dây chuyền ở trước nữa chị Thủy. Chị Thủy Trâm, để chút nữa em lụm được em bán chị nha. Hai áo. Hai áo 50 ngàn. Hai áo thun 50 ngàn. Chị nào chốt hai, dạ em đang lên từ từ. Mấy chị ơi đừng có hấu em đang lên hàng sale. Chút nữa em sẽ sale nguyên cái dàn đầm để em đang treo ở đây. Hai áo này 100 ngàn. Chị nào chốt hai áo 100 ngàn, chốt lên giùm em hai áo 100 ngàn nha. Áo này từ 70. Áo khoác em vừa không, áo khoác 470 á hả? Áo khoác 470 là dưới 80 kg sẽ vừa chị Loan Lê Võ. Đây nè mấy chị yêu ơi. Cái áo khoác nó cưng lắm. Rất là cưng. Hai cái này của Thanh Vân nè, hai áo của Thanh Vân. 50 nghìn quá rẻ luôn. Áo này từ 70 tới 90 kg. Áo này 290 giờ sale cho mấy chị còn 200 ngàn nè. Áo này 290 giờ sale cho mấy chị còn 200 ngàn, 70 tới 90 kg. 200 ngàn áo ánh kim. Chị nào chốt ánh kim chốt lên giùm cho em ánh kim nha. Ánh kim, ánh kim quẹo lửa mấy chị ơi, ánh kim nha. Chị nào chưa chốt ánh kim thì chốt lên giùm em nha. Sale cho banh háng luôn mấy chị ơi. Áo này 250 ngàn, áo đính đá nè. Đá hết nha. Mấy cái dạt này là đá hết đây. Áo này dưới 85 kg cũng vừa. Sale luôn cho mấy chị còn 180 ngàn. 180 ngàn comment giùm em áo dít dắt đá ha. Nhũ em lấy của Thanh Nguyễn nè. Thanh Nguyễn 200 ngàn nhũ nè. Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn quận 12 nè. Hai áo nào 50 khách lấy rồi chị Hiếu ơi. Thanh Nguyễn à, áo này mặc jean đẹp lắm, mặc sọt. Thanh Nguyễn quận 12 200. Quá rẻ luôn con gái ơi. Lấy em luôn rồi lấy gì. Nghe nói là thấy cưng là đem về nuôi á chị. Thấy cưng là đem về nuôi liền. Ừ nay nó vậy á. Ai mà thấy cưng em đem về nuôi cho em khỏi làm cũng được chị. 180 của chị Thủy Trâm. Trời ơi, lên dệt này mà nhẹ nhàng lắm nha mấy chị. Áo khoác áo khoác lấy luôn nha, ok. Lấy vào 450 cũng được ha. Lấy luôn nha, ok luôn. Trời ơi, em thích mấy cái mẫu khoác gì lắm chị. Em rất là thích mấy cái mẫu khoác vậy. Chị Thủy Trâm nè.
Bữa rồi chị Thủy Trâm về có vừa không? Em chưa đọc tin nhắn luôn á. Chị Thủy Trâm 180.000. Đấy, hốt luôn. Đi đơn cho chị như vậy. Liệu Tú thì tu? Dạ, hình như chưa hay sao á chị. Nếu mà chị chưa thấy em chụp hình qua là em chưa có gửi bill cho chị. Nếu thấy chụp hình qua rồi là gửi bill cho chị rồi ha. Áo này thì mấy chị mua cho mẹ mấy chị thì được ha. Áo này nhiêu quên mất mẹ rồi. Áo này 250, giờ bán luôn cho mấy chị 190.000. Bán cho hết cái bao đồ ra nha, để ngày mai về đồ mới á mấy chị à. Em không có ầu ơ ví dầu đâu. Áo này mẹ chị nào 70 tới 90 kg là mặc vivo nhưng mà vải rất là đẹp. Rồi 180.000 comment giùm em là áo mẹ nha. Áo mẹ 180.000 áo mẹ. 180.000 áo mẹ, áo mẹ 180.000, 180.000 áo mẹ. Set Dior. Bộ size L. Bộ size L bị chật, chị dưới 70 kg mà size L chật. Mấy chị yêu ơi, bộ Dior, Dior. Bộ Dior nha. Bộ này 240. Coi form giùm em cái nha. Áo mẹ của chị Hương Bùi nè. Áo mẹ của chị Hương Bùi. Dạ ok chị Hương Bùi. 180.000. Bộ Dior mấy chị ơi. Bộ Dior em còn vài bộ, em sale nhẹ thôi ha. 240 sale còn 200. Chị Hương Bùi áo mẹ 180 nè. Em cũng không biết là chị có comment hay không mà phải hỏi phong long vậy nhau thôi. Áo mẹ chị Hương Bùi 180 nè. Bộ Dior em có size dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Nhưng mà em không biết là bây giờ hiện giờ em hết size gì rồi. Em chưa biết là bây giờ em hết size gì nha mấy chị nha. Em chưa biết là em đang hết size gì. Cho nên mấy chị cứ chốt đại đi rồi em ra em sẽ lấy cho mấy chị sau ha. Rồi kiếm Thanh Nguyễn đây là quận 12 nè. Áo trắng của Thanh Nguyễn nè. Rồi lên tiếp tục mấy chị ơi. Áo mẹ còn cái nè. Áo mẹ của chị Dior có 77 kg không? Dạ chị cứ chốt đi rồi em ra em lấy cho chị Dior nha. Áo mẹ của chị Thủy Trâm nè. Tiếp Dior dưới 70 kg của Nguyễn Hiếu phải không? Lê Thị Hồng Ngoan xếp XL không? Cứ comment lên đi em ra em kiểm tra em dắt vô cho mấy chị nè. Chị Thủy Trâm áo mẹ 180. Mấy chị cứ comment lên hết đi rồi em ra em kiểm tra em sắp vô cho. Hai set phong. Một set Dior của Nguyễn Hiếu, một set XL. Rồi kiểm tra nè mấy chị ơi. Rồi chị gì còn size dưới 77 kg luôn. Rồi một size L, một size XL. Chị nào chốt cái thì chốt lên giùm em nha. Đây. Rồi chốt chị đưa lên là Nguyễn Hiếu nè. Nguyễn Hiếu size L 200. Thế thì áo mẹ hết rồi chị. Lê Thị Hồng Ngoan. Chị em có địa chỉ số điện thoại Lê Thị Hồng Ngoan chưa? Chị em có địa chỉ số điện thoại Lê Thị Hồng Ngoan ở phân bay chưa? 200 của Lê Thị Hồng Ngoan nè. Áo mẹ hết rồi chị. Ủa lộn áo mẹ để em coi lại thử cho em chưa biết hết là còn. Xin lỗi. Xin lỗi. Tiếp tục nha. Áo đính đá dít dắt. Áo đính đá dít dắt nha. Dưới 85-88 kg đều vừa. Chị nào chốt áo đính đá dít dắt chốt lên giùm em. Ủa mấy cái áo này vải đẹp lắm mấy chị. Lấy dưới 80 kg hả Nguyễn Hiếu? Bữa sau comment sớm sớm nha má. Comment trễ về kia ngồi kia. Có luôn. Áo đá của Thanh Nguyễn nè. Hiếu Nguyễn. Hiếu Nguyễn 200. Áo trắng đen là áo nào chị? Áo đá của Thanh Nguyễn nè. Áo đá của Thanh Nguyễn 180 này anh ơi. Thanh Nguyễn quận 12. Dạ ok chị Hình Văn. Thanh Nguyễn nè. Quận 12 nè. 180.000 áo đá. Áo này mặc lên thở nào cũng gọn hết trơn. Một set Dior của chị Huỳnh Văn nè. Một set Dior của chị Huỳnh Văn.
Vâng ạ. 200. Em còn một bộ cô tông dưới 85-87 kg nữa. Em còn một bộ cô tông dưới 85-87 kg. Chị nào chưa chốt bộ cô tông này chốt lên giùm em nha. Dưới 85-87 kg sale còn 180. Chị nào chốt đi ai dưới 85-87 kg chốt lên giùm em ha. Bộ này dưới 87-88 kg cũng vừa nha mấy chị nha. Chị nào chốt bộ đi ai sale còn 180 chốt lên giùm em. Bộ này 250 sale còn 180. Comment lên giùm em bộ đi ai nha. Chế nào chưa chốt đi ai thì chốt lên phụ em người tay nha mấy chế ơi. Đi ai, đi ai, đi ai. Chị nào chốt đi ai chốt lên giùm em. Tết này em còn à. Mà giờ em không biết bỏ đâu luôn. Tết này em có còn tay lẻ à mấy chị à. Tết rớt tay còn tay lẻ 230.000 giờ sale còn 190 nè. Set chín tóc nha, set này vải đẹp lắm. Set chín tóc rớt tay. Set này em còn 1-2 size lẻ gì đó. Set này em còn 1-2 size lẻ nè. Chị nào hút set này thì ra kia em sẽ hút vô nha. Đây đó, comment giùm em set 190. Chị nào chưa chốt set 190 comment lên giùm em set 190.000 nha. Set này 190.000 mấy tình yêu ơi. Tình yêu nào chưa chốt set này thì giờ chốt lên giùm em 190 nha. 190 set này ha. Lên tiếp mấy chị. Áo đỏ này là 200 nhưng mà áo đỏ này size lớn. Áo đỏ này nếu mà mặc đẹp thì khoảng cỡ từ 72-73 kg trở lên tới 93 kg. Em mặc vẫn còn thoải mái nha. Đây nè mấy chị. Áo nó sẽ như thế này luôn nè. Đây. Chị nào mà 95 kg vẫn vừa áo này nha. 75-95 kg áo đỏ. Áo đỏ 200 sale còn 160. Đi áo còn Hồng Phương. Đi áo còn. Set 190. Set 190 đó chị Trâm phải mặc XL. Set này hơi bó. Chị Trâm mặc XL 67 kg mới năm mặc XL. Nhưng mà set này đã của Thanh Nguyễn nè. Set 190 hết size của chị Phương Trinh. Hết size XL rồi. Hết đúng cái size mọi người cần luôn. Set 193X của Trâm Mai là ok. Rồi chờ mấy chị cứ comment lên đi rồi em hốt ha. Set 190 mặc lên trẻ lắm. Cảm ơn chị. Đây là của Thanh Nguyễn nè. Thanh Nguyễn 160 là mua trúng mánh luôn á Thanh Nguyễn à. Áo này em còn nhưng mà còn màu khác để em coi thử còn màu gì không nha. Đó. Rồi bây giờ em ra lấy set 190 nha mấy chị nè. Nhi Quân Nguyễn set này ha. Nhi Quân Nguyễn set này trước đi. Nhi Quân Nguyễn set dưới 70 kg nè. 190 của Nhi Quân Nguyễn. 190 của Nhi Quân Nguyễn nha. Áo đỏ hết rồi mấy chị. Một set của chị Trang Mai thôi. Còn mấy set XL là hết hết rồi. Phương Trinh cũng hết. Chị Yếu Cà Mau cũng hết nha. Đó. Áo đó đâu có đen đâu. Chưa có áo dây trắng Ngô Phương. Cái này là của chị Trang Mai nè. Inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha chị Trang Mai. Chị Trang Mai nè 190.000. Trang Mai 190.000. Để coi thử con áo mẹ không nha Cưng. Chỉ còn áo đá 180 thôi nè. Hồi nãy áo kia 250 sale 180 thì áo này cũng vậy nè. Hốt luôn đi chị Hình và hốt luôn đi chị Thủy Trâm ơi nè. Cái tay rất là đẹp chứ ơi. Cái tay dễ thương lắm. Comment nhầm em LV đã. Comment nhầm em LV Caro nha. LV xanh Caro. Sale còn 180 luôn. Từ 68 kg tới 88 kg là vừa. LV Caro nha. Bán cho hết cái bao này luôn mấy chị. LV Caro, LV Caro. Em còn một cái áo khoác dưới 65 kg. Em còn một cái áo khoác dưới 65 kg. Nhưng mà vải này co giãn đẹp lắm mấy chị. Dưới 65 kg. Áo khoác này 250 giờ sale cho mấy chị còn 200. 200 áo khoác Linh nha.
Chị nào chốt khóc lên 200, chốt lên giùm cho em 200 thôi. Chốt lên giùm cho em 200 ha. Xếp cho, à cái gì xếp cho ta. Cái xếp, à, lấy cái xếp hồi nãy á hả, cô Ngọc Phi Trần. Cái xếp mà rớt tay á hả, cô Ngọc Phi Trần. Phải không? Phải thì ok, lên giùm con một cái nha. Cái xếp rớt tay 190 đó không cô? Xếp rớt tay 190, còn tay dưới 90kg của cô Ngọc Phi Trần nha. Có lấy thì ok, lên giùm con một cái. Thế nó vải đẹp lắm. Ngày nào cũng vậy, con làm như thiếu ngủ rồi. Tới giờ like là con mắt nó muốn sụp xuống luôn trời. Đúng thì ok, lên giùm con cái nha cô ơi. Chị nào chốt áo caro xanh, chốt lên giùm em caro xanh nha. Áo này sale cho mấy chị còn cái này. Trời ơi, hôm rồi chọn đồ toàn màu đen thôi. Chị không thích màu đen hả? Em à, có những cái đầm suông mà ngắn theo ý chị mà nhiều màu mà em lại không dám lấy, chị Tâm Ngọc. Em nói thiệt luôn á. Đây là mấy chị, áo rêu này là từ 70 tới 85, 87kg vừa nè ha. Áo rêu, à, áo, quần lộn, áo rút. Áo rút nha. Áo rút này à, sale cho mấy chị còn 101 ha. Sát rồi nghiêng à, sát rồi nghiêng à, à, con cặc cái gì vậy Yến Nhi? Eo vì xanh dị hình băng vừa nha. Eo vì xanh vải đẹp lắm chị. Eo vì xanh vải xuất sắc luôn á. Chị Huỳnh Văn eo vì xanh nè. Cái eo vì xanh này á, chị mặc với sọt đẹp lắm. Nó rất là hay. Em nói thiệt luôn. Áo rút của Thanh Nguyễn nè. Huỳnh Văn. Mấy đợt vừa rồi áo đó chị quá trời luôn. Huỳnh Văn nè. 108. Áo rút 101 của Thanh Nguyễn nè. Teo nhẹ luôn. Áo rút của Thanh Nguyễn. Trăm mốt của Thanh Nguyễn nè. Nay mẹ em trúng số rồi. Em chọn quá trời luôn. Vậy cũng nói được hả bà Thanh? À cũng có. Đọc ra Thanh cũng có. Nói một câu dễ thương dữ vậy trời. Thiệt chứ. Nè áo này hôm qua có hai cái duy nhất mà khách em dành táo dành đuôi cuối cùng là giờ xả nè mấy chị, 301. Dễ thương lắm. Mấy chị ô lên giờ gì mà nó đã lắm mấy chị. Mấy chị cầm cái tay cái áo này lên mấy chị mới thấy ghiền. Dạ từ 60 tới 85kg cũng vừa lên giờ nha mấy chị. 60 tới 85kg cũng vừa lên giờ. Nhưng mà mấy chị ơi cái này á, vải nó đã lắm. Chút nữa like quần rin nè. Chút nữa like quần rin 201, 202. Rồi chị nào chốt lên dợt này chốt lên giùm em nha. 301 lên dợt. 301 lên dợt nha. Nè cho coi áo nè Ngọc Nam Minh Châu. Dễ thương không? Cho coi áo nè. Rồi chị nào chốt áo chị nào chốt áo khóc đồng chốt lên giùm em khóc đồng nha mấy chị nha. Chị nào chốt vì mẹ em mi nhon như chị ấy không không có nhiều chỗ bán. Má nói chuyện khóc ốc dễ sợ nhỏ đó thiệt hả chứ. Nhỏ nói chuyện khóc ốc dễ sợ đó thiệt hả chứ. Tao có cái áo mặt cười này mà tao chưa có bán sale nè. Rồi chút nha. Em treo cái áo lên ở sau lưng em cho ai. Ai có mua thì mua nha. Ừ mi nhon. Tao là mi nhon nhất trong nhà tao luôn á Thanh à. Quỷ à. Lấy bộ đi o của chị Hồng Phương nè, rồi ok. Lấy đi o size L của Hồng Phương nè. À, à đi o mà lấy size L 72kg là hết size rồi nha. Hồng Phương mặc size L không có vừa đâu Hồng Phương ơi. Hồng Phương mà mặc size nè. Ôi nãy giờ quên chốt cái áo khoác cái lon lê vỏ hết đi. Mai làm chân gà, mai 21 em làm chân gà. Chị nào ăn chân gà ngâm sẽ tắt, chân gà rút xương ngâm sẽ tắt thì báo giùm em nha. Trời ơi em thích cái áo này thiệt luôn á mấy chị. Cực kỳ thích luôn á chị. Nhìn nó hay quá trời luôn. Cái tà nó cũng đẹp mà cái tay nó cũng đẹp nữa chứ. Nhìn quá trời ok luôn. Nhẹ nhàng. Thế mà lựa hả chị không vừa thì bảo nha. Là mẹ em cao nhiêu? Có Linh Trúc ơi. Linh Trúc ơi ráng bữa nay với mai lựa đi để chị gửi hàng nha. Còn cái đồ ở đây nè.
Cái này là của chị Loan Lê Võ, 450. Cái áo treo này size dưới 75kg. Áo treo size dưới 75kg nha. Mẹ cao nhiêu nặng nhiêu à Thanh ơi? Thanh ơi, mẹ cao nhiêu nặng nhiêu báo giùm cái đi Thanh. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Đây. Rồi bữa nay bán sale luôn cho mấy chị còn 200 nè. Áo này size từ 70 tới 90 kg cũng vừa nha. Áo này chị em áo này gọi là áo nâu hoa. Áo hoa nâu cũng được mấy chị ha. Thế thì không có size chị Phương Trinh hết size rồi. Thì áo nâu này bán 200, 250 bán 200 thì áo nâu. Ở trước chữ Chanel là đính đá hết nha. Đó. Đây nè, cách đây nửa tiếng rồi. Mẹ em bụng to như chịu đông. Mày ghẹo mẹ mày miết chị Thanh. Cái con khỉ lửa này thiệt hả chứ. Chanel nâu nha. Mẹ nhiêu ký cao nhiêu nặng nhiêu. Đây Chanel đen em sale cho mấy chị luôn. Còn 200 ha. Còn ngày hôm nay em bút hết cho mấy chị đi. Để ngày mai hàng về. Nha mấy chị nha. Chị nào chốt Chanel cái này là của Lài nè. Lài áo áo rêu 101 của Lài nè. Lài Nguyễn Phú Yên nè. Mày ghẹo bà miết chị mày con khỉ lửa. Ôi mẹ mày cao nhiêu nặng nhiêu đấy. Để tao chốt đồ cho mày ngồi mày ghẹo miết đi. 200 của chị Lê Lộc Nâu nè. Cái này là của Lài Nguyễn. Lài Nguyễn Phú Yên nè. Lài Nguyễn xe 101. Lê Lộc áo 200 đen nè. Lê Lộc 200 đen. Áo rêu đó của Lài Nguyễn Lê Lộc 200. Đấy bộ Dior 90kg. Quần mày khùng hả? Cái bộ gì mà quần 80kg mà áo 90kg con khùng. Quê thiệt, bán đồ riết cái tôi bị khùng với khách tôi luôn á, tôi nói thiệt. Bà có thấy ai? Biết rồi chị Lê Lộc ơi, thấy rồi, đen của chị. Rồi còn hái nâu nha. Má là chốt nâu chốt lên nhà em với nha mấy má ơi. Má là chút nâu chút lên giùm em nha. 70 tới 90. Đây là áo sơ mi LV nè mấy chị. Áo sơ mi LV nha. Số đo như Ngọc Trinh, cao 1m5, đùi 115, eo 125. Má nó nói kêu có sơ đo như Ngọc Trinh. Con thanh điên này thiệt. Áo này dưới 70kg nè. LV vàng bán luôn LV vàng cho mấy chị 150.000. Chị nào dưới 70-72kg bán LV vàng 150.000. LV vàng, quần em về mặt rộng to. Đâu có tội sai được con điên. Đây nè em có một cái áo này dưới 80kg vừa nha mấy chị nha. Áo này dưới 80kg vừa. Đây, tao còn một cái áo giống như áo màu đỏ mà nó màu. Nó màu, nó là màu. Giống như màu đồng vậy, giống như màu màu cà phê sữa vậy. Mày có lấy không, tao để cho mẹ mày luôn. Áo đó mẹ mặc được ha. Áo đó phơm nó rộng. Áo này chị nào 65-70kg vừa. Áo này áo phơm dài nha. Áo này 280 giờ sale nha mấy chị. Còn 200 còn một cái nè. Áo này mặc với legging cũng được, mà mặc với sọt thì còn càng hay nha mấy chị nha. Mày... Thầy trời. Đặt cái bill xong rồi. Cái bài gì hạnh phúc có anh đâu rồi. Đặt cái bill xong rồi giờ hàng ra tới đó nó xin lỗi chị hay nhà em mất công chuyện thế này thế kia không nhận được. Mấy bà nói chuyện như Doraemon ấy. Áo đen chị cầm em vừa không? Áo đen nào? Nghĩ sao mà bill gửi hàng rồi mấy chị vô xin lỗi câu thứ nhất giờ em xả lỗ em đã đi một nùi tiền. Cái thêm cái thứ hai nữa. Dạ set rớt vai của chị Ngọc Phi Trần. Để em ra em lấy cho chị. Áo 200 của Linh Trang nè. Áo xám của Linh Trang. Linh Trang em có địa chỉ số điện thoại Linh Trang cho Linh Trang. Linh Trang 200 nè. Linh Trang 200. Rồi đây lấy bộ Dior cho chị Ngọc Phi Trần với Ngọc Nam Minh Châu hay gì ha.
con đúng bộ. Xét góc tay của chị Ngọc Phi Trần này. Trăm chín. 200 của Ngọc Nam Minh Châu nè. Mới nhận ba áo mà hình như bị nhầm sai hai cái chị ơi. Ê đó nè, chút nữa cái nào chặt hay rộng thì báo giùm chị nha. Áo treo đằng sau dưới 75 kg. Ngày nào xài nít này, bả cũng hỏi câu đó rồi bả chửi. Ê là sao chưa hiểu luôn, cho địa chỉ số điện thoại đi Linh Trang. Cho địa chỉ số điện thoại nha quỷ cái. Quỷ ơi, tao chửi mày về, tao cực kỳ hiền luôn á, thiệt. Tao hiền nhất trong đám lộn xộn luôn á. Ờ, ở đây là cái gì? Quảng Châu. Trời ơi, nè, áo 250 nè mẹ. Dạ, để từ từ ở chị Ngô Hiền à. Chị Ngô Hiền nhận đồ rồi hả? Vừa không chá? Kiếm của chị Ngô Hiền lại nói gì em quên mất mẹ rồi. Chị ơi, nhận đồ rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị. Áo này dưới 75 kg nha, áo BB. Áo này mấy chị coi cái kim tuyến đẹp ha, quá trời đẹp luôn. Áo này chị nào dưới 72 kg cho nó đẹp ha. Dưới 72 kg áo BB đen, 250 sale còn 200 BB đen. 250 sale còn 200 BB đen nha. Ôi trời. Trời trời. Nè áo mẹ. Dưới 90 nè. Áo này dưới 90-92 kg cũng vừa nè. Địa chỉ mà thuộc luôn rồi mà. Là ở đâu má? Để chút nữa coi nè, cho lại đi mẹ cho mất địa chỉ số điện thoại hết nha. Áo này mẹ chị nào mà dưới 92-93-94 kg cũng vừa. Thiệt áo này lấy về chưa bán luôn mấy chị. Giờ bán ra sale. Tội nghiệp em, cho em bán 201 đi mấy chị. Cho em bán 201, đừng để em lỗ nhiều quá. 201 nha. 201 áo đó 92-93 kg cũng vừa. Đây nè mấy chị ơi. À vậy hả chị? Bữa sau em bù cho chị một bộ nha. Bữa sau để bộ ngủ gì em bù cho chị một bộ. Rồi áo đen này 70-90 kg sale luôn còn 200. BB đen của Thảo Ly nè. BB đen 200 ngàn của Thảo Ly. Trời ơi bên em hàng 77 kg là bi vu luôn chị Dung à. Rồi Thảo Ly nè. Nè để bill Thảo Ly phía sau nha. Thảo Ly inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè. Tommy vàng của Kiều My. Có luôn Kiều My ơi. BB BB của Thảo Ly. BB đen của Thảo Ly nè. Thảo Ly ơi, em để bill chế ở sau nha. Inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại ha. Thảo Ly 200. Hình như chị Thảo Ly sáng em có gửi đồ chị Thảo Ly này rồi phải không Thảo Ly? Cho em địa chỉ số điện thoại nha. Trần Phát áo 201. Trần Phát áo 201 hơi bị đẹp luôn á mẹ ơi. Áo 201 của Trần Phát sao tự nhiên bữa nay bị lớn không nhỏ mình nội. Trần Phát áo 201 nè. Ừ chút nữa à, chút nữa chị xử lý cho Thảo Ngô. Có gì chiều nay hay tối nay mày vô mày lựa lại đồ đi. Chút xíu là em lên giày nha mấy chị nha. Chút xíu lên giày si. Em có nói thẳng với mấy chị là giày si Nhật nha. Nhưng có những đôi mới 99% nhưng mà có những đôi mới 100% ha. Đây là của ai quên mất mẹ. Chị Trần Phát 201 nè. Chị Trần Phát 201 nè. Rồi ai? Kiều My sơ mi vàng. Kiều My cho em địa chỉ số điện thoại đi Kiều My ơi. Vừa. Áo này thoải mái lắm Trần Phát. Áo này thoải mái mà đẹp gớm lắm lận. Thiệt luôn. Ok, chào Kiều My. Em có địa chỉ số điện thoại Kiều My chưa? Inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại Kiều My nha. Kiều My 150 ngàn. Có luôn, Kiều My 150 ngàn. Có luôn. Rồi ai nữa không mấy chị, ai nữa? Má em. Giày có size 41, 42 tùy đôi em. Có đôi dép 42 đẹp lắm. Có xếp 9 tóc 90 kg, có thư
chung. Sếp này chị cũng còn size 90 nè. Nói chung là size 90 cũng còn đây nè. Sếp DR cũng còn size 90 nha. Cái áo đen 300 đâu chị, cho em coi lại không kịp. Áo đen nè 300. Áo đen 250 sale còn 200. Áo đen này tết mặc là hơi bị đẹp luôn. Áo đen này 250 sale còn 200 ha. Đấy. Hello chị, còn ai nữa? Hết rồi con. Rồi đây nè, còn cái LV trắng nè, chị nào dưới 72kg hút luôn LV trắng đi. Rồi comment giùm em LV trắng sơ mi nha. Sale còn 150 cho nó hết hàng luôn đi mấy má. Sale còn 150 cho hết hàng luôn đi. Còn áo này là không có sale, áo này mới. Áo này không có sale mấy tình yêu ơi. Ngủ quá đi. Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em mát dưới dòng sông. Có Linh Lanh ơi, có áo khoác đây nè. Áo khoác này nè, phối tay da nè, đẹp không? Áo khoác này là size của chị luôn á. Áo khoác là chị nào 85kg mặc cũng vừa nha. Rồi có rồi. Mẹ em không có vừa cái treo đâu. Trời ơi đừng nhắc đau lòng chị Thảo Ly nè. Đừng nhắc em bị đau lòng. Suốt ngày nó mê em không à. Em có cái đầm này giờ bán sale cho mấy chị nè. Ngọc Nguyên chị yêu hôm bữa nhắn tin cho chị nói chuyện mà sẽ tin tức lắm em bằng chậm. Cảm ơn em nên không thể trả lời. Tại vì không nhớ nó không có. Nhiều lúc khi biết sao không, nhiều lúc cái máy anh Phước cầm hoặc bé Lùng cầm á, chị không trả lời em cứ nhắn đi Ngọc Nguyên. Em nhắn là em báo cho chị cái set đó là em chụp hình báo cái set đó qua và set đó sai gì, giá bao nhiêu rồi từ từ chị xử lý cho. 450 á Linh Lanh. 450 nha. 450 ngàn. Cận kính nói gì nói lại đi em. Cận kính nói gì nói lại chị nghe. Áo này 90 tới 100kg là bán sale cho mấy chị 170 ngàn. 170 ngàn áo ở trước có đính đá nha. 90 tới 100kg 170. Có nhưng mà với điều kiện ngồi coi like à chị ơi. Với điều kiện ngồi coi like. Đầm này chị nào 95kg cũng vừa nhưng mà đầm đi hết màu đen rồi nha. Màu đen này là của em. Rồi bây giờ em sẽ lôi áo thun ra em bán cho mấy chị với một cái giá giật mình nè. 101 ngàn áo thun có tùm lum size luôn nha. Chờ bỏ cái hàng lộn xộn vô một cái rồi mấy má. Rồi bây giờ bán áo thun cho mấy chị 101 ngàn tùm lum size. 101 nè. Ủa Kiếp Nguyễn còn đó người ta đây. Đầm này dưới 75kg nè. Đầm này dưới 75kg nha, đầm này ở dưới có xẻ nè mấy chị. Đầm này mặc đi ăn tiệc đẹp lắm, dưới 75kg. Chị nào chưa chốt đầm này thì chốt lên giùm em nha. Cho em, cái đầm sơ mi hơn còn kính. Em cho lại giùm chị em chiều cao cân nặng đi. Em cho giùm chị em chiều cao cân nặng lại đi gái. Áo này 101 nè. Cái áo 170 size mấy ký, 8 cho 90 tới 100kg Huỳnh Phạm ơi. Rồi bây giờ em lên áo này cho mấy chị nha. Áo này sale còn 101. Áo cô tông này sale còn 101 nha. Rồi áo này em có 3 size dưới 75, dưới 85 và dưới 95. Chị nào chốt áo thun này chốt lên giùm em áo thun nha. Áo thun này có 3 size luôn mấy chị. Dưới 75, dưới 85 và dưới 95 bán 101. Chị nào chốt áo này 101 chốt lên giùm cho em. Rộng mới còn kính hơn. Em phải giờ chắc là chị phải lấy hàng Quảng Châu giờ cho em à. Hồi nãy cái đầm caro đầu tiên sao em không lấy. Đầm caro sai em á. Hồng Phương bị rộng. Hồng Phương bị rộng. 101 80kg size số 2 cho chế nha. Có size số 3 nữa nè. Size số 2 cho chị nha. Size số 2. Chị Lê Lộc nè. Lê Lộc 101 ngàn nè. Đầm nó bự lắm. Dạ cái gì đẹp vào tự thưởng cho mình chị. Chứ buôn bán cũng cực khổ lắm chị. Để em nhìn một tuần hai tuần rồi em cũng bung ra em bán hết trơn rồi. Đầm đó size bự lắm. Em mới vô hồi chị ạ.
Rồi Hồng Yêu, mà chị cho lại coi cái đầm caro size em 470 sale còn 370. Nhưng mà cái đầm đó đẹp lắm, cận kính đầm đấy, mặc hơi bị đẹp, phơm dài qua gối nữa. Chị nào chốt áo 140 chốt lên giùm cho em cái, mấy chị chật chỗ quá đi nè. Quá trời chật chỗ luôn. Chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Chốt lên giùm em với. Áo này sale còn chào chị em. Rồi chị nào chốt áo thun này chốt lên giùm em với mấy chị ơi. Chốt áo thun này chốt lại để em đưa cái này ra một chút nha. Chị nào chưa chốt áo thun chốt lên giùm em nha. Ồ đã mua chi sọt cái đóng không biết nữa. Chưa chốt áo thun chốt lên giùm cho em áo thun nè. Áo thun em có đủ size luôn mấy chị ơi. Áo thun có đủ size. Chị nào chưa chốt áo thun thì chốt lên giùm em nha. 101 quẹo lừa mấy chị ơi. Đủ size dưới 75, dưới 85 và dưới 95kg. Đây chị nào chưa chốt thì cứ mạnh dạn chốt lên nha. Em không có làm gì mấy chị đâu. Mạnh dạn lên. Cái mị ra bán hết đi. Cái chi đâu mà. Cái quần què gì, cái quần què gì cũng để trong này hết trơn. Đầm yếm nè. Nè bán cái chân váy quần size lớn nè. Bán cái chân váy quần size 36 đi mấy chị. Cái này còn cỡ 80kg nè. Cái này là kit Nguyễn vừa nè. Rồi bán luôn 170.000 cho mấy chị đây. Bán luôn 170.000 nha. Khung này form hơi dài tí chị. Áo 101 của Long Cam nè. Áo 101 của Long Cam 75kg. Ba số 1 của Long Cam. Rồi chị Long Cam em sẽ để bill chị sau lưng nha. Cho inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại là em sẽ chốt cái đó. Xuống đất một cái rột liền ha. Chị Loan Cam nè, 101. Vải bên này đẹp lắm mấy chị ơi. Vải bên em là coi như bao đẹp cho mấy chị luôn á. Vải bên nhà em bao đẹp cho mấy chị. Thiệt luôn. Rồi chị nào chốt áo thun này nữa chốt lên giùm em nha. Áo 101. Nè, bỏ ra sau lưng cho chị Loan Cam nè. Chừng nào inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại em bỏ xuống nha. Form này hơi dài. Bộ mặt hết rồi. Form dài mặt đẻ lắm chị. Cầu trời cho sót cái khó cái gì chị. À, cái này còn cỡ quần váy này còn cỡ dưới 80kg nha. Đây quần váy. Áo đen 101 của kit nè. Kit Nguyễn. Lấy hai cái đi kit về mặc áo cặp kit ơn. Lấy hai cái về mặc áo kia áo cặp nè. Em xem hai áo sau lưng chị Hà Lê nhiêu ký. Còn một cái quần váy jean. Đây là quần yếm size 8-90kg nè. Quần yếm hàng xuất. Chị nào có chốt quần mặc váy không? Quần mặc váy 3 cái 150. Bây giờ nè. Bây giờ mấy chị ơi. Quần mặc váy 3 cái 150. Bây giờ. Nói chung là hết rồi. Ở đây. Còn cái quần đen không? Để này mặc luôn á. Để này mặc luôn á. Khỏi bán. Khỏi bán. Quần váy em mặc được không? Cái này Linh Trần mặc được. Cái quần váy là Linh Trần mặc ok nè. Để chị chốt cho Linh Trần 170 chạy. Yếm riêng không có size chị Linh Lan ơi. Yếm riêng size phải 80kg trở lên. Yếm riêng size phải 80kg trở lên nha. Hết màu đen rồi chị Huỳnh Phạm ơi. Đây là Linh Trần nè. Gửi cái đầm kia xuống cho chị chưa Linh? Linh Trần 170.000 nè. Linh Trần 170.000. Quần váy của Hồng Phương màu da. 1, 2, 3. 3 cái của Hồng Phương nè. Dạ không vừa coi chứ chị. Không vừa coi cũng đâu có mua được chứ ơi. Cái này của chị Hồng Phương nè. Rồi Long Cam có địa chỉ số điện thoại nè. Không vừa coi chứ chá. Ông vừa mà đâu có mua đâu coi được làm gì. Áo 300 là áo gì? Áo hoa đen phải không? Tao vô lại rồi mà. Hồng Phương 3 cái nè. Đừng nói cái áo Linh Trang là của mày luôn nha Linh Trần. Mày rảnh dễ sợ thiệt á. Quần mặc váy có màu đen không? Linh à. Quần váy lấy cho em. Quần váy là cái quần rin váy hay là quần mặc váy? Quần rin váy khách lấy rồi Linh ngờ ơi. Ha.
thấy comment của Tú Hảo em mua hộ Hà Lê. Hà Lê này chị, Hà Lê ở đâu ta? Hà Lê thành phố hay là Hà Lê miền Bắc, hay là Hà Lê mới, hay là khách mới chị, hay là khách mới tình yêu ơi, báo giùm em một cái nha. Đây là quần yếm riêng này, em có size từ 75kg trở lên, 75-76kg mấy chị, 75-7, nói chung là hơi bị đẹp vậy thôi. Mà cái hàng này lâu lâu mới có nha chị, lưu ba cái quần mặc thấy cái hàng này lâu lâu mới có chứ không phải có hoài mấy chị. Mà cái hàng xúc á, để mà một cái quần riêng hàng xúc để mà đẹp á thì lâu lâu nó mới có hàng một lần thôi, chứ nó cũng không có hoài. Mà tại vì sao cái quần này thì cả 2-3 tuần này em vẫn không bán sale, tại vì nó đẹp lắm mấy chị, em để đây em bán tới năm sau cũng được. Chị heo lưu 150 nè. Cái đầm đó là cái đầm của chị á, chị cần không? Cho nên là chị mặc không được đâu. Để chút nữa em sale cái dàn đầm ở trên trên bên phía tay trái em nè. Chút nữa em sale cái dàn đầm phía tay trái em nè. Yếm riêng hơi bị đẹp luôn mấy chị, em nói thiệt luôn. Thứ nhất độ co giãn nó quá tuyệt vời, thứ hai màu rin nó quá đẹp, thứ ba cái độ quá với lại cái độ độ đáy nó cũng vừa nữa ha. Hết điên rồi, lấy ba dây giùm chị ơi, Thảo ơi cho nó hết luôn rồi. Thảo, một nè, hai nè, ba nè, lấy giùm chị ba cái này đi Thảo ơi, chị hết điên rồi, hết điên rồi, đang đặt nó lại. Con Thảo quần tám. Ráng mấy bữa nữa đi chị về ra đây nè mấy chị coi giùm em nè. Trời ơi cái quần yếm này đẹp lắm mấy chị, từ cái vải nó cũng đẹp ha, có cái nút đẹp lắm. Giá đâu có nhiêu đâu, 300, giá đâu có nhiêu đâu mấy chị, 300 ngàn. Đây là bộ eo vì chùa, đây là bộ eo vì đi chùa thôi, giờ bán luôn nha mấy chị, 130 ngàn đi, 200 mấy gì em quên mẹ nó rồi, giờ còn bộ bán luôn nha mấy chị, còn bộ bán luôn nha mấy chị, đi chùa nha. À khỏi bán đi, để cho anh Tết mặc đi, tay tôi luôn, khỏi bán đi để cho anh Tết mặc đi, bữa giờ lấy cái bao đồ này để dành chọn đồ cho bãi nè. Rồi bây giờ em lên cái bao đồ lính ở sau lưng em một cái. Giờ em lên cái bao đồ lính sau lưng em nha. Nè áo này cũng còn sót lại nè mấy chị. Hồi nãy bữa chị nè, áo này dưới 70kg. Rồi bán luôn cho mấy chị 90 ngàn. Áo này 150 á, mà nó dễ rất là hết hột nha. Cho em yếm nha, trên 75kg là vừa. Linh Lanh, đừng cho địa chỉ số điện thoại đi Linh Lanh ơi. Đừng cho địa chỉ số điện thoại đi, em inbox cho chị Yên đi. Inbox đi, tôi kiếm size cho mày cái hả? Inbox đi Linh Lanh là tôi kiếm. Nếu mà có size số 1 chị sẽ để cho Linh Lanh nha. Còn nếu mà hết size số 1 là chị sẽ không có bán cho em ha. Tại vì bán là mặc phải cho vừa, bán mặc không vừa nó kỳ lắm nha. Tao là vậy á, ai buồn ý là chịu à. Để kiếm size cái hả? Chưa có hứa nha, chưa có hứa là bán hay không. Nếu còn size, ai còn size số 1 nè. Ừ, còn size số 1 thì bán 300 Linh Lanh, inbox nha. Rồi đi chùa của 230. Áo đen nè. Ủa áo đen nè, ủa thêm con. Không, áo đen nó dưới 70kg à. Chị Ngô Thanh Hùng nè, nhường bộ này lại cho chị Ngô Thanh Hùng nè, 130. Dưới 70kg. Đây nè, để bill của chị Linh Lanh ra phía sau lưng nha. Để bill ba, để bill quần yếm cho chị Linh Lanh ra phía sau lưng. Chừng nào Linh Lanh inbox cho em địa chỉ kịp. Cái quần yếm này nó đẹp lắm, em nói thiệt với mấy chị luôn á. Tại ông Phước không cho mặc cho em cũng rất là thích mặc. Ông Phước ông kêu nhìn trẻ cháu, ông không cho em mặc chứ. Em thích quần yếm này cực kỳ, nhất là cái nút phải của nó mấy chị. Ê đầu luôn á. Cái nút phải quần yếm ê đầu luôn á mấy chị. Áo đen 300 là áo đen nè, tao chưa hình dung được luôn á. Hàng xe mà mày cứ xả táo xả lua hoài với Ngọc Nam Minh Châu. Chị nhận được rồi, chị quăng bill em xuống rồi mà Thảo Ly. Chị quăng bill em xuống rồi.
chịu tánh bà Yên dễ sợ, bán hàng cả tâm. Ủa chứ bán không vừa làm gì má? Bán vừa giờ đó tôi đủ má bỏ 300-400 ngàn mua cái đồ mặc không được, nó chửi cha mắng mẹ tôi khỏi đầu thai luôn á má. Để kiếp sau tôi được đầu thai làm con người tiếp với mẹ. Còn tay số 1 nè, tay số 1 là 80 kg là ok. Rồi em inbox ok, kiểm tra nha Linh Lanh ơi, kiểm tra nè. Rồi chị nào chốt cái áo 90 ngàn chốt lên giùm em. Rồi Linh Lanh có địa chỉ số điện thoại luôn ha. Linh Lanh có địa chỉ số điện thoại luôn rồi nè. Quần yếm 80kg 300 để em kiểm tra nha chị Trinh Trương. Này của ai quên mất mèo. Linh Lanh inbox địa chỉ số điện thoại nha. Nếu mà rảnh rảnh inbox luôn chiều cao cân nặng để mai mốt mua đồ dễ canh. Vòng 1 không vừa, vòng 1 không có vừa. Nhớ chờ cái này một ít đây. Để chờ cái này một ít đây cho tôi bán được cái quần rồi. Giấy trời giấy Phật, chưa thấy cái giấy nào luôn. Giấy trời rồi, hơi phì luôn không biết nói. Giấy trời giấy Phật đã được hiệu nghiệm luôn. Quần này giờ còn size 85-87kg trở lên. Áo dây 70, áo dây 70 nghìn của chị Anh Tiết. Dạ để em kiếm cái gì Anh Tiết ơi. Em bỏ đâu. Rồi áo dây 70 nghìn của chị Anh Tiết. Em thấy comment hồi nãy giờ rồi mà em đọc quên. Đồ mẹ chỗ khác mua là dứt đoạn luôn. Đổi trả quần què gì. Cứ nói là trời ơi tôi đi hàng xỉ cũng vậy nè mẹ. Áo đen 300 từ từ. Bạn Ngọc Nam tin Minh Châu từ đi. Ngọc Nam Minh Châu từ để tôi coi được áo đen nào của bà rồi nha. Rồi cái này là của chị Ánh Tuyết phong. Ơi nói nghe nè, nay mà bán hàng mà khách không ưng là nó đi chỗ khác là nó đi luôn ha. Nhiều lúc tôi chửi nó còn quay lại, chứ bán hàng mà cà chớn là nó đi luôn à. 90 ngàn của chị Ánh Tuyết để đây nè. Chút nữa 5 phút nữa kiểm tra. Áo dây đẹp quá mà mặc không vừa. Dạ chị Mido, hồi bữa trước em ra đủ size dưới 70, dưới 80, dưới 90, dưới 100kg mà hết rồi ha. Rồi chốt cái này quần yếm này cho chị Trinh Trương nè. Chắc em phải lấy cái bì em bỏ vô quán ngầu. Em bỏ bì bóng gương nó lâu quá lâu rồi. Rồi mắt công chị khép phải chờ. Ừ bỏ vô đây đi, hậu quả tính sau. Chị Trinh Trương nè. Chị Trinh Trương không có dấu ư nè. 300 ngàn. Em nói thiệt với mấy chị á, thường thường một cái quần tút á, cái đáy nó bự lắm. Cái đáy nó dài giống như con vịt cổ lùng á. Đó. Có gì mặc được không, có quần quỳ thì cũng có quỳ đàm. Nhưng mà biết làm sao không, để kể cho nghe. Nói gì quên mẹ nó rồi. Nhưng mà cái yếm rin này nó cực kỳ đẹp, cho nên bởi vì em để em bán rồng bán lẻ luôn. Nó chỗ là bữa lấy mấy chục cái rồi. Thường thường rin mà em đâu có lấy cỡ đó đâu mấy chị. Rồi kiểm tra chị Ánh Tuyết nè. Rồi chị Ánh Tuyết có luôn nè. Dễ thương dễ sợ thì có chứ. Rồi giờ bán tới gì ông nội. Nè còn cái nằm này 72-73-82-83kg nè. Thấy rồi chị Tuyết ơi, thấy rồi chị Trinh Trường ơi, đây mấy chị. Cái đầm này 72-73-82-83kg mà vải rất là đẹp nha. Rồi đầm này bây giờ bán sale cho mấy chị còn 201 luôn. Đầm này xinh lắm mấy chị ơi, có hai dây trên vai nữa nha. Rồi chị nào chốt đầm 201 chốt lên giùm cho em nha. Mai gửi bill em đi, lấy bộ vui xì đen gì bán mà không vừa. Ừ, mày cứ để bình thường đi, thấy rồi lên lên, thấy rồi nha. Thấy rồi nãy mấy chị kêu em bán gì, à cái đầm caro đúng không? Cận kính em còn đó không, cận kính. Để tôi coi thử cái áo đen của Ngọc Nam Minh Châu là cái áo đen nào á. Áo đen nào vậy Ngọc Nam Minh Châu, tôi chưa biết cái áo đen nào luôn á. Áo đen 250 siêu còn 200 hả? Áo đen nào mà nãy tôi chưa thấy áo đen nào luôn á. Chưa thấy. Đầm của chị Trinh, trời ơi đầm này chị Trinh Trương ơi đẹp lắm, em nói thiệt luôn á. Chị coi cái vải bên em nè. Cái vải bên em nó sướng lắm, bên em là bán hàng không gọi điện chốt hàng và không cho kiểm tra bill nha, không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Ví dụ chị nào bây giờ chưa tin tưởng thì có thể xả từ bây giờ chứ không sao hết trơn á nha mấy chị nha. Đó mấy bộ đồ của chị mặc dễ thương lắm em yêu, dạ gọn gàng hả chị. À nay có cái áo điệu thứ ba, em dạo này em điệu lắm chị ơi. Trinh Trương có đầm nha, đầm 65 cái đầm này em còn size nè, nhưng mà em về mấy chị muốn em lên đầm này không, em còn một bao đầm này. Rầu lỡ trớn rồi đầm này bán chưa bán luôn á mấy chị. Đầm này mới bán 2-3 cái sale luôn. Mấy chị ưng đầm này thì báo giùm em, mà đầm rớt vai nha. Cái này là của ai? Trinh Trương. Bên em không cho kiểm tra hàng đâu nha mấy chị.
Em thông báo cho mấy chị trước á. Nếu mấy chị tin tưởng em thì mấy chị mua, không tin tưởng có thể xả, vui vẻ tứ bề, không chết tay Mỹ nào hết trơn á. Rồi bây giờ đầm 250 đầm sơ mi hàng xúc nè. Đầm sơ mi hàng xúc 250, em còn size 14 là dưới 80kg vừa nè. Đầm này vải co giãn nha. Rồi giờ xe cho mấy chị còn 200 đi. Xe mấy chị còn 200 ngàn đầm sơ mi rêu nè. Ui đầm này mặc lên cực kỳ đẹp. Size 14 dưới 80kg. Size còn size 14 dưới 80kg không nè, 70 tới 80kg vừa đầm. Cái này cũng size 14, còn ba cái size 14 đẹp ơi. Ba cái size 14 đẹp ơi. Cuối lời rồi. Bây giờ mày chụp hình cái áo đó lại cho chị đi, chị không có nhớ. Mày hiểu không? Chụp hình lại đi, chị không có nhớ, áo BB vẫn còn nè. Chụp hình lại đi, áo tao không có nhớ mà. Nhớ tao bán rồi. Đầm rất phai 75kg của An Nhiên. Có size XL đi ra kiếm đây. Inbox cho chị em địa chỉ số họ nha, siêu phòng 300, siêu phòng 201 của An Nhiên. Đồ mà size của chị Trương bên em nhiều lắm. Chị em bán có tâm mắt nít, người ta vẫn chờ để tìm chị mua đồ cũng là một trong những cái. Bởi vì An ủi dễ sợ, còn tụi kho tao mà giờ bây giờ lên nít nào là tụi kho nó lóc nít đó hết trơn. Nhất là cái tụi chó bán biết size á. An Nhiên, khách ai nấy bán mà tao không có rảnh tao đi coi like của ai luôn á. 201 của An Nhiên, inbox chị em địa chỉ số điện thoại nha. Em còn một cái quần này nè, 320. Em còn đúng một cái, chị nào dành trước là coi như chị nè. Ở cái quần này của cô Ngọc Thu, thuốc thật cô ba nè. Quần này chốt cho cô ba nha. Trời đất ơi, cô ba ơi, cô ba ơi. Còn một cái quần số 3 của cô ba nè. Chốt cho Nguyễn Ngọc Thu nè. Đen tay nó phòng hai bên áo bốn áo 350 nó khách lấy rồi mẹ ơi, để chút xíu là tôi coi thử cái còn nào mà còn cái size nào của má không, tôi chốt cho áo đó có sợi dây chuyền 400 ngàn, 350 mắc sợi dây chuyền khách lấy rồi. Quần này là của cô Nguyễn Ngọc Thu nè, Nguyễn Ngọc Thu đủ ghi 320 giải quyết xong, 320 của Nguyễn Ngọc Thu đủ. Có đầm sai em không? 87kg có chị Hương Bùi, cái đầm rớt tay nãy sai chị Hương Bùi. An Nhiên ơi, nãy giờ quét nhà không thấy. Chị An Nhiên ơi, inbox cho em nha. Em không có chấp nhận là cho địa chỉ số điện thoại trên đây đâu An Nhiên ơi. Cho địa chỉ số điện thoại trên này là chị sẽ bị cái lũ chó nó lừa đảo. Chị đừng có cho trên này nha. Đừng bao giờ cho địa chỉ số điện thoại trên này dùm cho em ha. Áo này 350 không có sale mấy chị ơi. Áo này 350 không có sale nha. Không sale một xu, một hào, một ôn luôn á. Áo này nó may bằng một cái kim tuyến đắp rất là đẹp. Áo này mặc với sọt, với mặc nhất là quần lửng cực kỳ đẹp. Áo 350, áo kim tuyến 350 nha. Chị nào chưa chốt áo kim tuyến 350 thì chốt lên giùm nha em. Bây giờ lên đầm nha mấy chị nè. Đầm Quảng Châu cao cấp nè. Áo này là của chị gì quên mất mẹ nè. Áo này 250 của chị quên mất mẹ, để em coi Zalo được. Chị An Nhiên inbox cho em, đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này nha. Chờ em. À thấy An Nhiên rồi nè chị ơi, em thấy. Mấy chị chờ chút em coi từ cái áo này đặt cái em quên mất bà nó mấy chị. Chứ không khách giận chết à, chị Đan Vi Nguyễn nè. Áo này của chị Đan Vi Nguyễn. Áo này của chị Đan Vi Nguyễn là 250 ngàn của chị Đan Vi Nguyễn. Thấy rồi. Thấy chị An Nhiên comment. An gì nhờ quên mất mẹ rồi. Rồi của chị An Nhiên có rồi nè. Cái đầm này vải đẹp lắm chị An Nhiên. Chị An Nhiên mà quất cái đầm này là coi như mới đọc cái từ gì quên mất mẹ không. À Đan Vi Nguyên 250.
Áo này đẹp lắm, áo này chị nào dưới 75 kg là hơi bị hút hàng luôn á. Má em đèn mơ vắng vắng, màu tím của gì sao gối đầu ngủ yên. Đây này, giờ lên đầm Quảng Châu cho mấy chị nè. Chưa biết luôn, em chưa biết cái này, giờ em mở ra nó là cái gì luôn, nhưng mà cái gì thì cái bán sale cho nó hết hàng nha, bán sale để ngày mai hàng về. Hôm nay em đem bộ bao túi xách cho mấy chị nè. À, áo đen này là 60 với 80 82 kg vừa nè, áo này 250, áo này 250.000 nha. Áo đen, áo đen này form thì hơi bị đẹp mấy chị, form giống như là form cánh dơi á. Rồi bây giờ xe cho mấy chị 201 áo đen đá nè. Áo đen đá 201 ngàn. Chị nào chốt đen đá 201 chốt lên giùm em đen đá 201. Xeo luôn nha, 60 tới 82 kg vừa. Lên nữa vẫn vừa nhưng mà em sợ không đẹp ha. Tao giờ lên riêng nè, giờ lên riêng với túi sách nè. Bỏ vô. Ngọc Nguyên có. Đó. Có nha Ngọc Nguyên. Rồi chị nào chưa chốt áo này thì giờ chốt lên giùm em nha. Chưa chốt áo này thì chốt lên giùm cho em với. Áo đen 201 của chị Thủy Trâm nè. Áo đen này đẹp lắm chị. Chị Thủy Trâm 201 nè. Rồi còn một cái có chị nào chốt giùm cho em không? Còn một cái có chị nào chốt giùm cho em không? Còn một cái đen đá nha. Rồi đầm này nè mấy chị ơi. Đầm này. Size số 3 là tương đương dưới 75-77 kg mấy chị. Nhưng mà đẹp lắm mấy chị ơi. Ở ngoài nó là đỏ đô nha. Mấy chị coi giùm em nè. Khi mấy chị mặc lên cái form ở giữa nó sẽ như thế này nè đó. Nó sẽ ngang qua là nó là form dài. Form này, form này tới form này dài tới qua ống quyển một tí xíu. Rồi còn cái đen đá 201 của Linh Trần nè. Linh Trần đen đá 201 đầm này dưới 75-77 kg vừa nha. 201 của Linh Trần. Đây mấy chị, cái đầm này chị nào dưới, chị nào cũng cỡ từ 70 tới 77 kg làm ơn hút vải rất là đẹp. Vải đẹp tuyệt vời luôn. Quên mẹ cái giá giờ mới chết nè. Đầm này là coi như là 500 ngàn á mấy chị. Đầm này 500, bây giờ còn đúng một cái đỏ. Sale cho mấy chị còn 400. Đầm này chị nào ăn tiệc thì làm ơn hút giùm em nha. Đấy. Đây đây chị Linh Lanh. Chị Linh Lanh ơi, mua bên em là mua từ từ thôi. Nói thiệt. Tại vì ngày nào nhà em cũng về hàng mới hết trơn á. Đây nha mấy tình yêu ơi. Đầm này cực kỳ đẹp, dưới 77 kg ha. Dưới 77 kg giùm em. Đầm đỏ đô. Chị nào chốt đỏ đô chốt lên giùm em. Dưới 77 kg 400 ngàn sale. Còn cái cuối cùng. Hết. Rồi lên đồ khác cho mấy chị nha. Chị A bắt sùi lây lấy con 400. Tờ đeo hồi thương inbox địa chỉ số điện thoại gì em ra lấy cho. Y bắt sùi lây nè. Y bắt sùi lây. Rồi inbox cho. Y bắt sùi lây hay sùi mông ta. Y bắt sùi lây. Rồi 400. Em nợ chỉ gì nhớ nhắn tin cho em nha. Tờ đeo hồi thương. Tờ đeo hồi thương ơi. Ra đây hỏi thương ơi. Inbox cho địa chỉ số điện thoại đi. Ra lấy đầm cho hỏi thương nè. Inbox địa chỉ số điện thoại đi gái ơi. Tay L. Tay L nha. Ai ai, này có cái đầm rất tay đó.
hoài tương. $240,000 rồi inbox địa chỉ số điện thoại. Khỏi hôn mày. Đâu có soạn hàng, đâu có soạn đồ cho mày đâu mà hung làm gì không biết nữa. Rồi đây mấy chị, em còn ít bộ lính nè. Em còn một ít bộ lính bao đẹp cho mấy chị luôn. Bây giờ sale cho mấy chị còn 170,000 cho mấy chị hốt hết cho em. Bộ này 300 nha. Bộ này 300. Bộ này em còn size dưới 70kg nè. Dưới 90kg nè. Dưới 70kg. À, bộ này giờ còn có 2 size à mấy chị ơi. Dưới 70kg và dưới 90kg. Dưới 72kg, dưới 92kg mấy chị. Có nghĩa là từ 62 tới 72kg là vừa. Trời ơi, bộ này đẹp lắm. Bộ này vải bao đẹp cho mấy chị luôn. Còn mấy bộ giờ sale 170 nè. Sale 170 cho mấy chị luôn ha. Đẹp lắm chị, áo rất là đẹp luôn. Đây mấy chị ơi, áo cực kỳ đẹp nha. Chị nào chốt bộ này thì chốt lên giùm em nha, 170,000, 170,000 bộ này nha mấy chị nha. Chị Hình Văn bộ lính 170,000 nè. Bộ này mà mấy chị cầm vải không đẹp đi kiếm em. Bộ này là bây giờ mấy chị trúng mánh luôn á. 80-90kg ha. Đầm rớt vai. Rồi đầm rớt vai của Hát Đa Thương. Bộ này 80-90kg là một phép nha. Em coi thử ai chốt bộ lính nè. Bộ lính 90 nè. Bộ lính của chị còn không nè. Lúc còn bị bự rồi nó không ra. Bộ lính này của chị còn không nè. Bôi phương ly nhiêu ký ta. Bôi phương ly. Để coi thử nhớ hồi sáng nhiêu ký nha. Bôi phương ly lấy bộ 70kg nha. Bôi phương ly. Bộ này của chị còn không nè. Chị còn không 170 nè. Trinh Trương bộ 80-90kg này của chị Trinh Trương nè. Bán này là cho hết đồ nè mấy chị à. Bôi Phương Ly bộ size 70kg của Bôi Phương Ly nè. Nhận hàng chứ cục cưng. Bôi Phương Ly 170,000 nè. À, Nguyễn Phú Em lính 72kg. Rồi em sẽ để bill Nguyễn Phú Em ở sau lưng em nha. Nguyễn Phú Em in, Nguyễn nè, Phú nè, em inbox cho em địa chỉ số điện thoại xong rồi em có địa chỉ số điện thoại em mới quăng xuống nha. Rồi ai nữa, Trần Vy 92kg để coi được còn Trần Vy không nha. Giá trời giá Phật còn bộ, à còn một bộ 80kg, em đổi cái bộ 80kg cho chị ấy nè. Cái gì Trương Trương quên mất mẹ à. Em đổi cái bộ cho chị Trinh Trương nè. Còn bộ 80kg cho chị Trinh Trương nè. Bộ 80kg cho chị Trinh Trương mặc cho đẹp nè. Chị Trinh Trương 170 nè. Rồi đổi cái bộ của chị Trinh Trương nè qua cho Trần Vy nè. Trần Vy là 170,000 nè. Đó. Á sắc nó không lên lính. 75kg không vừa. Sao chị không để em đưa lên rồi chị comment luôn. Tậu em giữ chị. 75kg không có An Nhiên ơi. Lính của Ngọc Nguyên nè. $170,000 lính của Ngọc Nguyên nè. Linh Lanh nè. Rồi chốt của bộ chị Huỳnh Văn cho Linh Lanh nè. Chứ là nếu mà chị Huỳnh Văn không xả là Linh Lanh sẽ là hết rồi nè. Đó, bôi phương ly 70kg có rồi. Bộ lính 87kg hết nè.
Đừng có rộng chị, em 89 kg em mặc XL còn vừa mà. Mới nhận hàng rồi nha em, hàng đẹp lắm, cảm ơn chị. Em inbox rồi Nguyễn Phu em nè. Dạ cảm ơn mấy chị nha. Chút nữa những chị khách mới nhớ inbox cho em địa chỉ số điện thoại, chiều cao kèm cân nặng nha. Rau hết nè, trời ơi dễ thương. À còn rớt hai bộ nè mấy chị. Còn rớt hai bộ size 70 kg. Rồi thôi giấu vô đây đi. Giấu vô đây hai bộ 70 kg. Hậu quả tính sau nha. Dạ ok chị, rồi bây giờ em lên cái này cho mấy chị nè. Nói chung là hàng trưa hôm nay lên có nhiêu đây à? Size L đúng rồi. Trước nhiều. Em mới nhận hàng mặc đẹp quá chị, cảm ơn gái đấy nè. Em còn 3 bộ lính đây, Nguyễn Phú là xong rồi nè. À em còn một cái đầm này size 3X là tương đương dưới 77 kg nè mấy chị. Đây hàng hết đường đi chưa. Cái đầm này ở giữa có cái bát nha. Bây giờ còn một cái lễ em sale cho mấy chị nè. Rin đâu, à quên rin, quên. Nhưng mà giờ làm sao ông. Giờ ta rối đít quá, rối đít đây nè mấy chị ơi. Đầm này giả biết, đầm này size dưới 77 kg, đẹp ghê không mấy chị. Đây, đầm này hàng Quảng Châu nha, vải rất là mềm mịn. Vải cực kỳ mềm mịn luôn. Đây mấy chị ơi, đầm này 480 ngàn nha. Đây, đầm này 480 ngàn, rồi để lên đi. Đầm này 480 nè. Chị nào dưới 77, 78, nói chung là dưới 80 kg là vừa, dưới 77, 78 thì càng đẹp. Đầm này size số 3, khoảng 7 mấy ký là ok nha mấy chị. Khoảng 70 mấy ký là đầm này ok. Đầm này đẹp lắm mấy chị ơi. Chị nào chưa chốt đầm này thì làm ơn chốt lên nha. Dưới 75 kg thì càng đẹp hơn nữa ha. 480 ngàn của chị Thanh Thảo Quảng Hải. Em lên cho chị một cái mẫu đầm nè. Nó đơn giản nhưng mà vải mịn lắm, tay vôn. Vải rất là mịn, có bách nịt luôn nha mấy chị nha. Có bách nịt luôn. Đầm này của chị còn không 480 nè. Nhiều đầm lắm Phương ơi. Chị còn có mấy bao tải hàng Quảng Châu lần mà. Cứ mỗi lần like cái còn cái hai cái, cái hai cái. Đó cái còn lại. Chị còn không nè. 480, vải đẹp cực kỳ. Vải đẹp lắm. Đây nè. Cái đầm hổm giờ em nói đẹp mà em bán không được, em tức ngoài bản họng nè mấy chị. Cái đầm em nói thiệt với mấy chị đẹp lắm luôn mà bán không được, tức loài bản họng. 148 này là dưới 85 kg cũng vừa. Mấy chị coi giùm em cái tay nè, cái tay rất là đẹp luôn ha. Mấy chị coi cái form đầm nè, đơn giản nhưng mà rất là sang chảnh. Đầm này dưới 85 kg số 4. Đầm này comment giùm em là đầm cổ, cổ trắng nha. Comment lên giùm em đầm cổ trắng ở đâu ạ. Đầm cổ trắng mấy chị à. Chị nào chốt đầm cổ trắng chốt lên giùm cho em đầm cổ trắng mới để quay lại. Còn tháng bán được tháng rồi chứ nhiêu. Bán tới 17 nghỉ rồi. Đầm cổ trắng 480, size này dưới 85 kg. Quảng Châu 500. Alo chị Phương. Áo này giờ xe cho mấy chị còn 200 nè. Áo này dưới 80 kg, bây giờ xe cho mấy chị còn 200. Đẹp không mấy chị? 200 ngàn áo đen dưới 80, 82 kg. Chị nào chốt áo đen, mẫu đang mặc hết đâu rồi chị Phương ơi. Chị nào chốt áo đen thì chốt lên giùm em nha. Áo đen sale cho mấy chị còn 200. Đầm không biết rằng bí ấy còn ở đây không nữa. Bí gì 80 kg còn ở đây không nữa. Đây là đầm rin 480 nè. Giờ còn một cái sale luôn. Ừ chị bán 18 tháng 12 chị nghỉ rồi mà. Bán được tháng 3 ngày nữa. Em mua áo, dạ đúng đúng rồi chị Ngô Thanh Hùng. Áo đen 200 của chị Ngô Thanh Hùng. Áo này đẹp lắm chị Ngô Thanh Hùng ơi. Để em đi kiếm mấy cái áo thun cho con chị dễ thương nha. Ngô Thanh Hùng.
Ngô Thanh Hùng 200. Ngô Thanh Hùng 200 nè. 67 kg, Thảo Ly 67 kg. Giờ chị cũng biết size nào, size nào mà nghe nói là dưới 75 kg là em vừa ha. Size nào mà dưới 75 kg là em vừa. Em còn một cái đầm yếm rin 480 giờ bán cho mấy chị 380, là chị nào hút lẻ hút gọn giùm em đi. Còn một cái thôi nha. Còn có đúng một cái thôi, đầm yếm rin này nó dính liền luôn. Đầm này size 148 là dưới 85 kg. Nhưng mà đầm này vải co giãn mà hai bên có túi nha. Đầm này dưới 85 kg nè mấy chị. Đầm yếm dưới 85 kg 3 giờ. Sao mày làm hàng gì có 3 size hoài vậy Trang? Con này hàng chủ yếu bán cái size lớn mà. Hàng chủ yếu có size 100 kg cho khách, mấy hội kia nó không có. Mà mày cứ may 3 size hoài vậy Trang? Con điên này. Hàng chủ yếu size 100 kg cho khách. Đầm 380 của Ngô Phương nè. Chưa lên rin được luôn á. Chưa lên kịp rin luôn á. Chắc lên rin sâu cho mấy chị quá. Vậy gì sao nói rõ coi, nói gì không hiểu mẹ vậy trơn à. Ok. Em coi cái gì lẻ tẻ. Còn cái dâm dưới 70 kg nè. Cái dâm 300 nè mấy chị, dâm lửng đẹp lắm. Nè mấy chị coi giùm em cái nè. Trời ơi nó làm cái nếp ở trước đẹp không. Dâm này là dâm lửng. Dâm này dâm lửng 300. Xe còn 230 dưới 70 kg. Chị nào chốt dâm 230 chốt lên giùm em. Dâm lửng 230 FF. Hoặc là dâm FF 230 nha. Cái này dưới 70 kg nha mấy chị nha. Dưới 70 kg dùm cho em với. Dưới 70 kg này của ai vậy? Kiều My hồi nãy là khách cũ không Kiều My? Đồ mặc hết rồi. Đâu Kiều My đâu rồi trời. Kiều My đâu rồi? Từ từ chờ chút em coi xưởng chiều nay nó làm cái gì cho em à. Thôi lỡ rồi đưa xếp trắng lên đi, đừng có may thêm nữa. Còn cái dâm ở dưới là cái dâm hay cái đầm mà may sai gì vậy? Mà may màu gì vậy? Em may gì em không biết hàng luôn mấy chị. Đưa mẫu nó ra một lọt, nó muốn may gì nó may à. Dâm Nguyễn Phú em. Dâm từ từ tao lên cho. Dâm của Nguyễn, dâm này đẹp lắm Nguyễn Phú em ơi. Nguyễn Phú em dâm nè. Nguyễn Phú em cao nhiêu à Nguyễn Phú? Nguyễn Phú em ơi, chị cao nhiêu vậy? 230 ngàn của Nguyễn Phú em nè. 230 ngàn của Nguyễn Phú em. Mất tiêu rồi, đây chứ đâu mất tiêu. Kiều My mất tiêu rồi. Đúng rồi, Kiều My mất tiêu thiệt. Đây em còn hai cái quần váy eo từ 93 tới 100 nè. Eo từ quần váy nha, eo từ 93 tới 100, 140 còn hai cái. Còn hai cái này. Chị nào chốt cái này chốt lên giùm cho em với. Còn đúng hai cái quần váy thôi nha. Chị nào chốt hai quần váy chốt lên giùm em với. Hình như đây là cái áo đen 400 ngàn nè. Nếu mà đón không ta không mời đây cái đầm. Này cái đầm. Rồi, chị nào chốt cái này thì chốt lên giùm em với nha mấy chị nha. Chị nào chốt thì chốt lên giùm em. Đầm. Chị nào chốt hai quần váy eo từ 93 tới 100 chốt lên giùm em quần váy 140 ngàn cái. 140 ngàn nha mấy chị ơi. Quần Nguyễn như em 1m57 và cũng không đến nỗi nào, chị vẫn còn gọn gàng nhất trong cái hội của em nha. Rồi tình yêu ơi, quần váy
Quần váy chị nào chốt quần váy thì chốt lên giùm cho em quần váy ha. Chốt lên giùm cho em quần váy với. Quần váy. Quần này, quần rin này 100 ngàn nè mấy chị. Quần rin này size dưới 75kg 100 ngàn nè. Chị nào chưa chốt quần này chốt lên giùm em quần rin này 100 ngàn nha. Comment quần rin 100 ngàn. Rồi riêng nào chưa chốt quần rin này bên em chốt lên giùm em 100 ngàn với. Em có còn hai cái dưới 75kg nè. Em còn hai cái dưới 75kg. Cái này size nhiêu ha. Hai cái, em có size 11 là dưới 75kg. Nè, size 11 còn ba cái nè. Ba cái size 11 dưới 75kg. Ba cái size 11 dưới 75kg nha. Chị nào chưa chốt thì chốt lên giùm em ba cái size 10. Em có size dưới 85kg nữa nha. Em có size dưới 85kg nữa. Mà giờ để em múc ra. Chưa biết nó nằm nơi nào, để em múc tàu nó ra mấy chị. Size 11 nè. Riêng này là của chị còn không nè. Còn không. Còn không 100 ngàn. Rồi ai nữa nè. Còn không 100 ngàn. Nguyệt Ngô rin 100 ngàn. Rồi em để bill chị Nguyệt Ngô ở sau nha. Chừng nào chị Nguyệt Ngô inbox cho em địa chỉ số điện thoại thì em chốt cho Nguyệt Ngô nha. Đó. Em lấy ok, mặc thoải mái ok. Lài Nguyễn, cái ring này mặc hơi bị sướng luôn. Có 100 ngàn mà mặc quá đẹp luôn. Lài Nguyễn 100 ngàn là Nguyệt Ngô lấy rồi nha. Inbox địa chỉ số điện thoại mới quan hàng xuống. Ring này em có size dưới 85kg. Chị nào chưa chốt thì chốt nè. Ring dưới 85kg nè. Ring này dưới 85kg 100 ngàn nè mấy chị ơi. Chị nào chốt ring dưới 85kg chốt giùm em nha. Lên sọt ring ta 95kg. Ủa xin lỗi, Chinh Trương nhiêu ký vậy? Nè xin lỗi nha, Chinh Trương nhiêu ký? Thảo Ly dưới 75kg, Chinh Trương nhiêu ký? Mà cái lúc 80kg, lúc 95kg nha chị. Chị mà mua hàng mà nhiều size mà đưa lúc nhiều size là em xả ha. Không, em không có giỡn đâu nha chị Chinh Trương. Em không có giỡn đâu nha. Bán hàng cho một người mà hai size là em xả bill, hoặc là cọc cạc, hoặc là chuyển khoản cho em đó. Thảo Ly nè. Thảo Ly 100 ngàn nè. À, chị Nguyệt Ngô có trong inbox rồi phải không chị? Dạ có trong inbox rồi thôi. Có trong inbox rồi thôi. Mua gì? 95kg có sai nhưng mà phải nói rõ nha chị. Mà nói không rõ là em không dám lên luôn á. Thôi em lỡ để em lên nguồn rin cho mấy chị luôn. Còn dày với lại chút sắp chút em lên sau. Lỡ rồi lỡ rồi. Lỡ lỡ lỡ. Đang ở trong cái dòng leo lý lỡ. Cho nên quất luôn nha mấy chị. Hỏi nhà mày có like không vậy? Chị Huỳnh Phạm này inbox địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Chưa Ngọc Thanh hồi bữa chốt đồ xong em cũng xả tiêu chị có bán được đâu. Tại vì cứ Huỳnh nè. Tại vì không có inbox địa chỉ số điện thoại là thua. Em nói thiệt, mấy chị không inbox địa chỉ số điện thoại em không có chốt hàng được. Huỳnh Phạm nè. 100 ngàn nè. Xuân Quốc Thu cái nè. Lôi đầu nó lên là Xuân Quốc Thu à. Xin quá thu nè. Cái đầm dưới xì nó xa lớn hay xa nhỏ? Xa bự cho ba lớn. Quần rin của Hương Bùi 100 ngàn để em kiếm của cha Hương Bùi còn không nha. Được cái xin quá thu mới ghi rồi. Thu tay này nè của Hương Bùi phải không? Xin quá thu nè 100 ngàn. Cái này là của Hương Bùi 100 ngàn. Còn bây giờ em lên nguồn riêng này xong là em nghỉ. Tại vì vừa lên nguồn riêng này là vừa trả hàng cho khách luôn. Bồi Phương Ly, để chị Yên kiếm tay của Bồi Phương Ly nha. Bồi Phương Ly ơi, inbox cho chị Yên lấy cái size 11 đi. Bồi Phương Ly inbox lên giờ dùm cho chị Yên, là nhắc chị Yên lấy cái size 11 cho Bồi Phương Ly nha. Tại quần ở đây hết rồi.
Nha em bồi con Lê bây giờ còn một đùi nữa nhưng mà giờ chưa lên được. Mắt mệt quá à. Mệt tiệt. Đây mấy chị ơi, quần này có size 32. Quần này em có size nào, quần này bây giờ em thoát ra nha. Mấy chị comment lên từ từ nha. Em thoát ra để em coi thử khách em đặt cái gì á. Quần này khách đặt rất là nhiều. Quần này bán cho mấy chị 220 ngàn. 220 ngàn mà phải kéo lên muốn sạc bản họng luôn. Quần này khách đặt nhiều lắm mấy chị. Quần này là quần chín tấc nè mấy chị. Quần này quần chín tấc nha. Màu đẹp ghê kì anh ơi. Quần này 220 ngàn mấy chị. Quần này em có size từ 63kg tới 90kg. Chị nào chốt quần lửng này chốt lên giùm em nha. Chị nào chốt quần lửng chốt lên giùm em với. Quần lửng này chị Hằng Thu. Đó rồi. Đồ lát miệng còn lo không biết có chưa nữa. Quần này quần chín tấc nè, 220 ngàn mấy chị ơi. Chị nào chốt quần này chốt lên giùm cho em nha. Chị nào chốt quần 220 chốt lên giùm cho em. Giờ mày mặc size nhiêu Linh ơi. Giờ tao cũng biết tao chốt cho mày size nhiêu nữa. Tao chốt cho mày 34 đi. Linh Trần 34 220 nè, quần này mà vải ở ngoài đẹp lắm. Linh Trần nè, 220 ngàn, Linh Trần 34 nè. Ngô Phương size 35 nè. Quần này cái màu bữa giờ chưa có nha mấy chị. Cái màu ở ngoài nó bạc bạc mà nó quá quá đẹp lắm. 220 của Ngô Phương nè. 332 của Ánh Tuyết nè. Không, đang mẫu chính xác 220 màu sáng. Cho em xin. Trời ơi cái mẫu này đẹp lắm Huệ ơi. Huệ Nguyễn ơi. Huệ Nguyễn 36 nè. Huệ Nguyễn nè. 220 nè. Rồi tiếp tục ai nữa, Ánh Tuyết không? Bên đây có ba ghi đùi. Chị Ánh Tuyết nè. Chị Ánh Tuyết 32 nè. Ôi quần co giãn đã lắm. Dạ chị 33 nha chị Văn Thanh. 32 của chị Ánh Tuyết nè. Ánh Tuyết. Như quên mất mẹ rồi. 220 nè. 220. 220 tới ai nữa. Trời ơi trưa nay bán ế không lấy giờ này. Buôn bán sao coi trưa nay... Giờ like nè mẹ chị Thu Phạm. Chị Thu Phạm, quần này 63kg là chị mặc size 32. Nếu mà chị muốn thoải mái size 33, chị Thu Phạm có chốt comment giùm em là chốt 33 hoặc chốt 32 thì chị nha. Cho em với chị, cho em với là lên chiều cao cân nặng đi. Có bữa nay có quần giả váy Nguyễn Phương ơi, có nha. Quần này không có size 100kg nha. 229 tấc một cái, size 33 từ từ. Từ từ nè, 33 của Văn Thanh nè. Các quần đưa vô giùm cái anh ơi. Của Văn Thanh 33 nè. Từ từ chờ chút, ba gươi đùi 36 chút chị đưa lên chị lấy cho. Rồi còn hai cái vừa không đưa lên chiều cao cân nặng cho mấy chị cứ nói chung chung vậy làm sao mà em nhớ hết được mấy chị. Em chưa thể nhớ được hết chiều cao cân nặng mấy chị đâu. À ơi kêu ổng thôi đỡ tôi đi khiêng cho rồi. Kiểm tra quần này quần chính tắc hay quần dài à? Mẹ quần này quần váy à? Có quần váy nha. Quần váy bán mấy chị nhiêu 190 ngàn luôn. Giá trời cái chính tắc. Đây quần váy luôn à. Giá cái phục tức. Quần dài. Đây quần lỡ đây. Quần lỡ đây. Còn ai nữa, còn ai nữa, bớt Phương Ly một cái nè. Nhi Phan một cái nè. Rồi đây là tay lỡ nè. Mấy đứa này sao phải hàng ngu ghê. Rồi chị nào chốt 32 chốt nha. Thế này size 33 của bớt Phương Ly nè. Bớt Phương Ly 220 của bớt Phương Ly. Rồi tiếp tục Nhi Phan nè. Quần này chín tấc quá trời đẹp luôn mấy chị. 220 của Nhi Phan nè.
Rồi các chị nào chốt Mon Mon 90 có size 36 nha. Bill Bình An size 36 nha. Quần váy có 87 kg, chờ em chút xíu. Sinh thu quách 1m5 73 kg là sinh thu quách 1m5 73 kg là mặc 34 nhưng mà giờ 34 hết rồi nè. Giờ 34 hết rồi cưng ơi. 34 chút là lấy quần khác nha cho anh xem. Áo áo tay dài treo đó là đầm ở Nguyễn Phương, có hình ảnh lên Facebook á, cho anh xem quần chính tắc có size chị không, có size của chị nè, em cho mấy chị coi lại chính tắc nè. Ủa chứ mày lên đây chị, mày ngồi chờ tao một chút đi, 15 phút nữa đây quần chính tắc, nhưng mà còn ba size lẻ, còn một cái 32, một cái 35, một cái 36 đó. Cái đó làm bill đã, đừng bỏ lộn xộn nha. Em còn một cái 32, một cái 35, một cái 36, yếm tăng là mặc 35 ha. Rồi còn ba cái lửng nè. Còn ba cái lửng. Chị nào chốt lửng, chốt giùm cho em. Mới đưa lên á. Cao 1m672 kg, size 34 phải không? Đúng rồi Nhi Phan. Đúng rồi. 33 34 tùy phân quần mà mặc 34 đi. Rồi. Em lên mẫu đi cho mấy chị nè. Mẫu này hồi bữa thiếu quá trời luôn nè mấy chị. Mẫu này hồi bữa đúng thiếu. Cho nói vừa 36 hả? Chị không vừa 36 đâu. Chị không thể nào vừa 36 được. Quần này ha. Quần này. Quần này của Trang Trang size 34 nè. Quần này của Trang Trang size 34 nè. Trang Trang 34 220 của Trang Trang nè. Chị Hân Lê lấy một cái size 35 nè. Chị Hân Lê 220 35 nè. Ai nữa? Đồ ráp Niệm Cường Loan. Quần này nói chung là quần này đẹp lắm mấy chị ơi. Quần này mà mấy chị nhìn quần là mấy chị ghiền. Đem cho mấy chị coi quần nha. Có size 36 của Lê Thảo vừa ha. Size 36 Lê Thảo vừa nè. Chị Thu Phạm chốt 32 của chị Thu Phạm rồi. Em sẽ để bill của chị Thu Phạm ở sau lưng em nha. Em để bill của chị Thu Phạm ở sau lưng cho em nè. Chừng nào chị Thu Phạm inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại rồi là em sẽ quăng bill chị xuống chốt hàng nha. 36 nhiêu tiền, 220 Trương Tuyền ơi. Chị Trương Ngọc Thanh mà không biết inbox cho em là em không bán, em nói thiệt. Em nói ba lần rồi, chị Hương Bùi ơi cho em lại đi chị Hương Bùi. Chị Hương Bùi lấy quần size 36 hả chị Hương Bùi? Chị Hương Bùi lấy quần 36 hả? Áo sau chà neo 250 size dưới 85 kg nha. Nè em cho mấy chị coi quần rồi nè. Quần này hơi bị đẹp. Quần chà neo nha. Chưa chốt cho Yên Tăng, giờ chốt nè. Yên Tăng 35 còn một cái Yên Tăng. Quần này mà chị Yên Tăng mặc hàng ngày là hơi bị đẹp luôn á. Yên Tăng 220.000 của Yên Tăng nè. Rồi chị nào chốt quần này nữa chốt lên giùm em nha. Đây nè mấy chị ơi. Quần này. Quần này mới về nè, bữa trước giờ hết rồi. Ôi mấy chị ô đẹp không? Đâu có đẹp đây. Quần chà neo xám. Quần chà neo xám chị ơi, chị Hương Bùi. Chị Hương Bùi chốt quần này hả? Đúng không? Ok giùm em cái đi chị. Chốt quần xanh đúng không chị Hương Bùi? Chị Hương Bùi 87 kg nè. Đúng không? Đúng không? Ok giùm em cái đi chị Hương Bùi. Rồi đây. Rồi quần xám nha mấy tình yêu ơi. Quần xám cũng 220.000. Chốt tới đâu rồi? Chốt tới đâu rồi? Võ Thảo không có size Nguyễn My dài hay lẫn, lấy một cái 220 cho Nguyễn My size 33. Size 33 của Nguyễn My má sáng gửi bill Nguyễn My, mẹ là ngu ghê trời. Nguyễn My 33 nè, đâu rồi 33 của Nguyễn My rồi, 33 Nguyễn My nè. Nguyễn My nè, 220.000 của Nguyễn My nè. Chị lấy 9 tấc xám nha. Size 33 của chị. Chị lấy 9 tấc xám giùm em nha chị Trâm ơi. Lấy cho em, khách lấy hết rồi chị, còn quần xám thôi. Comment lên giùm em quần xám hoặc là quần chờ neo nha. 33 của chị Trâm nè. Rồi 33 của chị Hiếu Cà Mau. Comment lên giùm em xám nha mấy chị nha. Comment lên giùm em xám Hiếu Cà Mau, 220.000 của chị Hiếu Cà Mau nè. Xinh Thu Quách nè. Xinh Thu Quách nè. Xinh Thu Quách 33 34, 1m5 34 của Xinh Thu Quách nè. Nhớ size 34 nha. Dạ em nhớ. Em nhớ chiều cao văn nặng chị Trâm rồi. Xinh Thu Quách nè. Xinh Thu Quách 220.000 của Xinh Thu Quách nè. Ok chị, kiểm tra nha chị ơi. Dạ chờ em chút. Chị Thu Phạm nè, 32 quẹo lửa nè mấy chị ơi.
Thúy Kiều một cái mình xin địa chỉ số điện thoại không cho nè, cái nhiêu chị giờ phải trả lời luôn nè. Rồi xong chưa mấy chị, qua mẫu 8 nha, qua mẫu Chanel 8, qua lẹ đi mấy chị, 834-320 vạn, để coi thử nha. À, đưa địa chỉ, đưa chiều cao con nặng, em chốt cho mấy chị, từ chốt là đọc ra rộng mà kêu em đổi là em la đó. Em nói thiệt, 98kg quần này không có size cưng ơi, 98kg quần này không có size, hết size 34 rồi, hết size 34 nha. Rồi bây giờ em sẽ vô cho mấy chị là hình như là quần baggy hay sao á, quần baggy nhiêu 201 mấy chị, quần chín tấc có size chị Trần Phát. À chị không thích xám mà rồi xả anh ơi, đứng dậy xả giùm em cái bill quần xám của chị Hiếu Cà Mau em. Dạ ok, chị thích xanh đúng không, mấy chị coi cái hàng này nè, hơi bị chất lượng luôn. Em cho mấy chị coi quần 201 nè, quần baggy này để coi thử mẫu gì. Mẫu này thì anh chưa có nè, baggy nha mấy chị, baggy này là tới gối, ở đây có một đường rách. Mấy cái quần này mấy chị mặc với áo thun là rất là co giãn, là rất là đẹp ha. Đó, chín tấc xanh hết rồi nha. Rồi quần này, size này là size 32 nè. Đó, quần này cũng có tùm lum size. Chốt cái size 30, 35 cho Kỳ Anh nè. Chốt cho Kỳ Anh cái 35 nè. Xám em có chưa? Kỳ Anh 8 giờ hết, Kỳ Anh 201 nè. 8 giờ hết size em, để chị coi thử còn size em không. 8 của Linh Trần nè, Linh Trần 33, sợ nó không vừa chứ. Linh Trần bây giờ còn 36 không mà Linh Trần ở 36 với 35. Linh Trần ở 33 chị sợ em không có vừa. Mày mặc gì dữ vậy Kỳ Anh, cái con khỉ lửa này thiệt á chứ. 36 của Kỳ Anh nè, giống quỷ ghê á. Quần đó em còn nhiều lắm mấy chị, đợi mai mốt hàng nữa đang dọc thêm. Kỳ Anh 201 nè, chị nào chốt 7 tóc chốt giùm em 201 nha. 7 tóc 201 cực kỳ đẹp mấy chị ơi, 7 tóc 201, chị nào chốt 7 tóc 201 chốt lên giùm em. 80kg mặc 35 nha Huyền Phạm ơi. Chị Miếu hả, chị muốn quần đó. Dạ chị muốn quần 7 tóc xanh phải không chị Trâm, lấy 35 nha. Ấy sao mày khùng dữ vậy mày, tao vừa đổi cho mày xong mày chuyển lại 35 Kỳ Anh, chắc tao nhắc tụi đầu vú mày quá. Lấy 35 nha chị Huyền Phạm. Đây Huyền Phạm 35 quần xám nè. Huỳnh gì? Huỳnh Phạm, nãy giờ em có địa chỉ số điện thoại Huỳnh Phạm chưa ta? Nãy giờ em có địa chỉ số điện thoại Huỳnh Phạm chưa? Để kiểm tra Huỳnh Phạm nãy giờ nha. Chưa Ngọc Thanh. Chị ơi vô chốt hàng đi. Nè, Huỳnh Phạm nãy giờ không có địa chỉ số điện thoại, tôi cũng quên mất rồi nha Huỳnh Phạm ơi. Trong vòng 2 phút nữa không có kiếm cái địa chỉ số điện thoại Huỳnh Phạm là tôi xả bill nha. Chị muốn 7 tóc 201 ok. Ok, baggy cũng có size 36 là lớn nhất, khoảng cỡ 90kg Lê Thảo. Nè Huỳnh Phạm 35 nè, 220 ngàn. Huỳnh Phạm ơi, 2 phút nữa không có địa chỉ kèm số điện thoại xả bill. Còn cái chị gì Chương Ngọc Thanh vô chốt đồ giùm em cái nha. Chương Ngọc Thanh đâu, vô chốt đồ, thích cái gì vô chốt lại giùm em nha. Có địa chỉ số điện thoại mới chốt được. Cái này cho ai? Chị Trâm Nguyễn một cái. Rồi chị Hiếu Cà Mau 33 nè. Quần này dễ thương lắm mấy chị. Hiếu Cà Mau 201 nè. Rồi chị nào chốt nữa tình yêu ơi, 201 của Ngô Phương nè. Rồi chị nào nữa, qua mẫu nha. Qua mẫu đi mấy chị, qua liệt đi. Đừng âu ô ví dầu mệt lắm. Này quần váy nữa nè ông nội. Tôi làm quần què mà tôi lấy quần váy dữ vậy trời. Rồi cái này là quần 7 tấc luôn. Ờ có 77kg rồi, ráng ăn thêm đi. Có 77kg rồi, ráng ăn thêm nha gái. Chờ một chút nha mấy chị.
Chờ chút xá em coi. Chị ơi, giao hàng gì mà thiếu tùm lum á chị, cái cần có không thấy có luôn á. Chờ một chút mấy chị. Chờ chút nha em coi khách em còn cái gì. Lấy cho em một cái quần jean tất màu xanh đi, 88 kg. Rồi chút xíu nữa em lấy ngoài kia cho chị nè. Chị Ngọc Phi Trần, một cái 36 của chị Ngọc Phi Trần. 36 nha. Dạ chị muốn mặc 33 mấy chị chốt lại cho em đi. Thì em lượng lượng cũng tầm nhiêu có, cái em quăng cái chiếu cho chị vậy á. Cô Ngọc Phi Trần nè. Cô Ngọc Phi Trần nè. Chị lấy size nào chị báo giùm em đi chị. Chị Ngọc Phi Trần 201. Nè chị Aero, lấy cái gì báo giùm em nha. Cho xem lại mới gửi tin nhắn. Dạ ok chị. Dạ quần 7 tấc mấy chị. Rồi lên quần váy nha. Ngọc Nguyên lấy một cái. Ngọc Nguyên lấy một cái 72 kg nè. Ngọc Nguyên nè. Ngọc Nguyên quần 7 tấc. Ngọc Nguyên 201. Rồi chị Huyền ơi, quần 7 tấc nè chị Huyền à. Quần 7 tấc 201 ngàn vải cực kỳ co giãn nha. Đây chị nào chốt 7 tấc chốt lên giùm em. Rồi hết chưa mấy chị? Qua cái quần váy nữa là nghỉ nè. Rồi lên đít giày đi. Biết rồi Linh Lanh, nhưng mà thiệt, để tối đi Linh Lanh ơi, cho em thở một chút rồi chị. Nghe chị, cho em lên cái quần váy nữa rồi. Rồi mình thở một chút rồi mình nghỉ nè mấy chị ơi. Quần váy nha, 109 đây. Thay vì bán 22, 23 em bán cho mấy chị 109. Kiểu rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ hay mấy chị ơi. Vải thì cực kỳ co giãn ha. Đó. Chưa. Hình phàm chị gửi chung đơn với em cũng được đó chị. Chút nữa mày inbox giùm tao cá nhân Quỳnh Như. Quỳnh Như, Quỳnh lộn. Quần váy nha, có size 32 tới size 36. Size 32 tới 36 với tình yêu ơi. Chốt quần váy 209 nữa là em nghỉ nè. Nghỉ nè. Chị nào chốt quần váy chốt lên giùm em nè. Quần váy có size 32 tới 39 nè. Em, nè, ba ghi mặt rộng nó mới đẹp em yêu. Nha, ba ghi mặt rộng mới đẹp. Nghe em đi, nghe chị đi Ngọc Nguyên. Jenny Nguyễn nè. Jenny Nguyễn. Như quên mất mẹ rồi. 190 ngàn của Jenny Nguyễn. Quần váy này là hơi bị xuất sắc luôn. 190 nè. Một cái 7 tấc của chị Như Lan Trần nè. Có luôn nè cục cưng ơi. 35 của bé Như Lan Trần nè. Rồi chị Như Lan Trần nè. Như Lan Trần 200, 201 nè. Rồi ai nữa nè. Đấy ai nữa nè. Quần váy của Linh Trần 34 nè. Trời ơi, quần váy này kiểu đơn giản mà cực kỳ đẹp, vải cực kỳ mịn, độ co giãn rất là nhiều. Linh Trần nè. Linh Trần 190 ngàn nè. Đó. Rồi, Hương Nguyễn nhiêu ký lên đi chị. Makeup Hải Quân, một quần lưỡng cho lên chiều cao cân nặng đi. Quần váy 34 chứ không bó 30 nha chị. Makeup Hải Yến là nhiêu ký lên giùm nè. Đây là của chị Hương Lam nè. Không có size 30 chị Hương Lam ơi. Chị Hương Lam 190 nè. Trời ơi, hổm giờ em có mấy cái chân váy size 30. Em định kêu mấy chị sale giùm cho mấy chị về 100 ngàn, 90 trăm. Lấy thêm cái nữa nè. 36 của chị Jenny Nguyễn nè. Rồi lấy thêm cái nữa cho bé Jenny Nguyễn nè. Trời ơi, quần tôi ra liên tục mà lấy chị trùng vậy trời ơi. Jenny Nguyễn nè. Rồi ai nữa, thấy Lê Thảo nè. Cho cái quần ba tắc size 33 của ấy ấy nè. Của Trần Huyền nè. Có luôn nè, Trần Huyền à. Rồi ba tóc size 33 200 mà tao ra mới nói là 201 ngàn của Trần Huyền nè. Rồi ai nữa, chị lấy quần bài tóc cho em size 34 nè. Lên lâu có size của em nè. Quần váy của Trần Phát nhiêu ký, quên mẹ Trần Phát, inbox lên chiều cao cân nặng nè. Comment lên chiều cao cân nặng để chốt quần váy nè.
Lẹ đi mấy chị ơi, lẹ lẹ đi, quẹo lửa đi, số lượng có hạn nè. 70 kg của Hương Nguyễn nè, Hương Nguyễn in 33 ghi á, em vừa phong vừa nhưng mà hết size rồi nè. Đá mấy cái phải băng size 34 nè, bụng bự lấy size 35 của mấy cái phải băng nè, mấy cái phải băng nè, mấy cái phải băng là 190.000 nè. Rồi ai nữa nè, bữa nào vào sọt đi, ok nè. Hương Nguyễn 70 kg size 33 nè, Hương Nguyễn nè. Hương Nguyễn inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha Hương Nguyễn ơi. 5 phút nữa không có là xả bill nha. À, mặt size 34 rộng form và ok. Mặt quần baggy nè, thêm cái 34 nữa nè, rồi ok chờ. Chờ lấy của. Kiếm dừng. Rồi Ngọc Nguyên bỏ lại nè, Ngọc Nguyên lấy size 33 con, có 33 cho Ngọc Nguyên luôn nè, mà có 32 là hết 33 Ngọc Nguyên ơi, có 32 là Ngọc Nguyên lấy 32 nha, lấy 32 nha Ngọc Nguyên ơi. Rồi chốt quần váy nữa chưa mấy chị ơi, còn áo thun màu đen 101.000 không chị, hết rồi, chính tắc xanh hết rồi, mai về hàng nữa mà. Hai giờ hàng nữa có rồi. Chị vô chị thả mặt cười giùm em lên đấy nha chị Hương Nguyễn. Tại vì biết sao không, chị Hương Nguyễn cái nick nó giống nhau nhiều quá. Ngọc Nguyên nè, Ngọc Nguyên 201 rồi. Các chị nào lấy quần váy nữa không? Hồi nãy chị về chị Hương Lam lấy cái 34 nữa hả? Trời ơi quần váy rẻ quá trời luôn. 34 đâu, giá trời giá phật, còn cái 34 nữa kiếm cái phở nè. Rồi 34 của chị Hương Lam nè, Hương Lam nè, 190.000 nè. Hết chưa mấy chị ơi? Rồi ok, chào mấy chị nha. Tối gặp lại, tại em nhà em đang có khách nha mấy chị. Tối gặp lại, em chưa lên giày mà. Nè mấy chị, thả thín thôi nha. Thả thín túi 400.000 thôi, hàng si nè. Thả thín cho mấy chị thôi, túi 400.000 thả thín thôi. Trần Phát 34 được rồi. 34 nãy Trần Phát kêu lấy gì ạ? Quần váy 34 của Trần Phát, à em sợ có 34, có 35 hoặc 33 nè. Trần Phát ơi 35 được không chị Trần Phát? Trần Phát ơi 35 được không, nhỉnh có chút xíu à. 35 được không chị? 190.000 là được hay không thì báo giùm em nha. Quần rin trước quần váy nha. Là sao? Ấy là lấy quần rin hay là lấy quần váy? Kiếm giùm cái bill make up phải băng xả cái bill quần váy ra hả? Quần rin của make up phải băng, quần rin lửng tới đầu gối phải không, make up phải băng. Make up hình như ở phía trong này nè, phía trong này nè, make up phải băng xả ra, chín tắc xanh hết size lớn rồi, chín tắc xanh hết size lớn, make up phải băng là 201.000 nè. Rồi kiếm cái quần váy của make up phải băng xả ra đây cho make up phải băng. Rồi tối gặp lại mấy chị nha. Quần váy anh nè hả? Rồi chào mấy tình yêu nè, chào hết mấy tình yêu đi, tối mình gặp lại, tối nay Việt Nam thắng hay chắc khỏi gặp, ba mai gặp ạ. À.